chương 340, không dễ chọc, không thể gây. Vũ sư đan tại Đông Lăng thành truyền ra, nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng muốn nói kinh hãi nhất vẫn là vương gia cùng triệu gia. Đoạn thời gian trước, Vân Phi Dương đến nhà bái phỏng, từng mời bọn họ đầu tư thiết cốt thành, sau cùng bị cự tuyệt. Vũ sư đan tin tức truyền đến, hai cái gia chủ trực tiếp ngu bê. Đương nhiên, bọn họ cũng đang nghĩ, tin tức không đáng tin, nhưng nói đi thì nói lại, nếu như là thật, nếu như thiết cốt thành thật có vũ sư đan đấu giá đâu thôi hữu tiền có thể nghĩ đến, bọn họ cũng có thể nghĩ đến. Cái kia chính là, loại đan dược này một khi đấu giá, đến từ trời nam đất bắc vũ giả, khẳng định sẽ chen bể thiết cốt thành. Vũ giả nhiều, thì khẳng định sẽ sinh ra to lớn tiêu phí, ăn ở, vũ khí đan dược, đây đều là cơ hội buôn bán nha. Vương gia cùng triệu ra hai cái gia chủ, ruột đều nhanh hối hận xanh, nếu như đáp ứng, giao cái 50 vạn lượng, có lẽ đang đấu giá đoạn thời gian kia, liền có thể cả gốc lẫn lãi kiếm về không biết nội tình bọn họ nghĩ là đi vào kiếm bộn nhưng mà vân phi dương nhưng là tính toán đem thiết cốt thành chế tạo thành lấy đấu giá vũ sư đan thánh địa đến lúc đó danh khí chuyển đi ra thiết cốt thành địa vị nước lên thì thuyền lên liền sẽ hấp dẫn vũ giả thường trú chờ đợi vũ sư đan đấu giá nội thành vũ giả nhiều tự nhiên là hội sinh ra tiêu phí giả giả vương ra cùng chủ nhà họ triệu cầu nguyện vũ sư đan tin tức là nghe nhầm đồn bậy dạng này còn có thể tốt thụ điểm nhưng mà, cũng không lâu lắm, bọn họ lại được một tin tức. Vân Phi Dương đem ngũ tinh thành trì lam ra dòng chính cùng hai tên vũ vương, giam tại thiết quốc thành. Ha ha ha, vương gia gia chủ thống khoái cười nói, may mắn không có đi thiết cốt thành đầu tư, không phải vậy, tiền này khẳng định đổ xuống sông xuống biển. Ngũ tinh thành trì, cao hơn đông lăng thành hai cái tinh giai, thực lực tuyệt đối nghiền ép ba quận liên minh. Vân Phi Dương giam lam ra dòng chính, khẳng định sẽ lọt vào long hổ thành trả thù, chính mình nếu như ở bên trong mở tiệm, tính sơ sơ hội bị phá hủy. Nghĩ tới đây, triệu vương hai nhà gia chủ may mắn chính mình trước đó cự tuyệt. Cũng nhao nhao đang chờ nhìn thôi ra trò cười, bởi vì, bọn họ nghe nói thôi hữu tiền con trai của phái tiến về thiết cốt thành, giống như đã đặt mua sản nghiệp. Lần này, may mà chết hắn thôi ra, có quan hệ Long Hổ Thành Lam ra dòng chính cùng hai tên Vũ Vương bị chụp tin tức, theo vũ sư đan truyền khắp Đông Lăng Thành. Mọi người nghị luận đồng thời, không không cho rằng, Phân Phi Dương lá gan thật là lớn, nếu như bởi vậy đắc tội ngũ tinh thành trì, Đông Lăng quận có thể hay không cũng theo gặp nạn. Ngày thứ hai, Lâm Nhược Hiên cùng Lâm chỉ khê đuổi tới thiết cốt thành. Làm hai người vừa mới tiến thành, liếc mắt liền thấy trên giáo trường, làm ra dòng chính bị xích chó buộc lấy, hai tên vũ vương bị treo ngược lên, đánh đến hình người không còn. Đây là giam, đây rõ ràng cũng là còn kém bước xiết thôi nha. Lâm Nhược Hiên kém chút khóc, làm ra dòng chính cùng vũ vương bị đánh thành dạng này, Lam Gia Há có thể từ bỏ ý đồ. Lâm Chỉ Khê cũng là đại mi cao lại, nghĩ thầm, cái này Vân Phi Dương, thật sự là một ngày không thấy lấy, liền có thể chọc ra phiền toái lớn. Bất quá, cũng là phù hợp hắn tính cách, nhạc phụ đại nhân, Vân Phi Dương nhiệt tình chạy tới, cũng xông Lâm Chỉ Khê nháy mắt mấy cái. Nhìn thấy tên này cái kia cần ăn đòn biểu lộ, Lâm Nhược Hiên hận không thể một cái bay chân đem hắn đá ra đông lăng quật. Người người, hắn chỉ ba người kia, tức giận đến lời nói đều nói không ra, nói, nhanh mau đưa người buông ra. Vân Phi Dương nụ cười thu hồi, chân thành nói, cha vợ, bọn họ đến ta lãnh địa tìm phiền toái, mưu toan hủy hoại cổng thành, đây là đại tội, nhất định phải treo trong thành gian đe. Đây là hắn mới thiết lập thành quy, về sau như lại có người như thế, kết quả vẫn là treo ngược lên đánh. Hồ nháo, Lâm Nhược Hiên cả giận nói, người dạng này, sẽ chỉ chọc giận Long Hổ Thành Lam ra, sẽ để cho thiết cốt thành Lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đem người chơi thành dạng này, làm ra như gặp, này vì lấy cớ, tấn công thiết cốt thành, đến lúc đó cũng không phải thành thủ không bảo vệ, là lửa giận có thể hay không thiêu đốt đến toàn bộ đông lăng quật. Vân Phi Dương cười lạnh nói, ta chờ bọn hắn tới. Lâm Nhược Hiên sụp đổ, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình đem thành giao cho hắn, quả thực cũng là sai lầm lớn nhất lầm. Không được, hắn vội vàng hướng đi giáo trường, quyết định tự mình thả người, cũng hướng Lam ra cùng hai tên Vũ Vương chịu tội, hy vọng có lượn vòng đường sống. Tên kia lớn tuổi Vũ Vương treo một hơi, cũng không có đã hôn mê. Khi hắn nghe được Lâm Nhược Hiên nói, thấy đối phương đi tới, cười thảm nói, Lâm Lâm thành chủ, các người đông lăng quận có thể, cái này cái này cửu oán kết lại, làm làm tốt khai chiến chuẩn bị đi. Lâm Nhược Hiên sắc mặt khó coi, người bị treo lên đánh thành thảm như vậy dạng, thương tổn nhưng là tôn nghiêm, đổi lại chính mình khẳng định cũng nuốt không được cục tức này. Quả nhiên, thu này là kết xuống, Lam Vĩ hàng cũng không có hôn mê, chỉ là tôn nghiêm bị hung hăng trà đạp, lại bị cuồng ngược thật lâu, thực sự không còn khí lực mở to mắt, cũng không còn khí lực nói chuyện. Hắn có thể nghe ra, Lâm Nhược Hiên rất kiêng kỵ sau lưng mình thế lực. Vân Phi Dương, Đông Lăng quận lão đại đều sợ chúng ta lam ra, người chờ đó cho ta đi, chờ lấy người tử thành diệt đi. Thiết cốt thành 180.000 dân đen, cũng sẽ nhân ngươi, chết không có chỗ chôn Không, là toàn bộ Đông Lăng quận, mãnh liệt lửa giận cùng oán khí tại Lam Vĩ Hàng trong thức hải phiêu đáng. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương lạnh lùng nói, nói nhảm nhiều quá, tiếp tục đánh cho ta. Xoát, hai tên lính lần nữa giơ lên cây roi, hung hăng rút đánh nhau, tên kia Vũ Vương sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Đầy đủ, Lâm Nhược Hiên hét lớn một tiếng, liền muốn đưa tay đem xiềng xích đánh nát. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, phong ấn. Lâm Nhược Hiên giơ tay lên, cả người phảng phất dừng lại, bởi vì đưa tay câu thông thuần linh lực thời khắc đó, có cỗ lực lượng nhất thời đem cảnh giới cùng thuần linh hạch áp chế hắn bỗng nhiên quay người nhìn về phía vân phi dương thần sắc kinh hãi cha vợ vân phi dương thần sắc chính không sai nói thiết quốc thành là ngài giao cho ta nội thành hết thảy đều có ta làm chủ xin đừng nên can thiệp ngươi lâm nhược hiên sắc mặt âm trầm thành là giao cho hắn nhưng mình mới là đông lăng thành thực tế trưởng khống giả người vẫn phải nghe ta vân phi dương nói mọi việc cầu toàn sẽ chỉ làm người khác cho là chúng ta dễ khi dễ lùi lại hai tên lính thu hồi cây roi lùi lại rất xa. Xoát, Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay lên, tê tê, đột nhiên, trên không, truyền đến âm thanh kỳ quái. Lâm Nhược Hiên cùng Lâm Chỉ Khê ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo ánh lôi đang nhanh chóng ngưng tụ, khi thì phun trào lấy lôi xà. Lôi điện không phải tại tầng mây bên trong ngưng tụ, là trên thành khoảng không, cao độ cũng liền trên dưới 100 trượng, có thể rõ ràng thấy rõ ràng mỗi một cái ngưng tụ chi tiết nhỏ. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ, đây là trận pháp chỗ ngưng tụ? cha vợ, Vân Phi Dương chân thành nói, đối đãi người uy hiếp chính mình, liền muốn dùng lạnh lùng nghiêm nghị nhất thủ đoạn đánh trả, để bọn hắn biết, người nào không dễ chọc, người nào không thể chọc. Sấm sét lôi điện phun ra, cực tốc rất xuống, chỗ đi phương vị, chính là tên kia bị treo lên đánh, còn nói khoác mà không biết ngượng nói hung ác vũ vương. Âm ầm sấm sét đánh vào hắn trên đỉnh đầu, a à, chương 341, Long Hổ Thành, đột kích. Vân Phi Dương điều động ngữ lôi trận, đem làm ra tên kia vũ vương oanh ngất đi, hắn đây là tại hướng Lâm Nhược Hiên chứng minh, tại thiết cốt thành bên trong chính mình là thiên. Quả nhiên, Lâm Nhược Hiên bị chấn động, ánh lôi tinh chuẩn bổ xuống, khẳng định là tiểu tử kia thao túng, mà bên trong tòa thành này, nhất định ẩn chứa lôi hệ trận pháp. Vân Phi Dương ngạo nghễ ưỡn ngực, hào ngôn trí khí nói, cha vợ, chỉ cần có tiểu tế tại, ai cũng đừng vọng tưởng đột phá thiết cốt thành. Lâm Nhược Hiên trầm mặc sơ qua, bất đắc dĩ thở dài. Sự việc phát triển đến loại tình trạng này, lộ ra nhưng đã không có lượn vòng đường sống chỉ có thể theo hắn đi bất quá để hắn chấn kinh là tên này đến cùng làm cái gì hội để cho mình tu vi hoàn toàn không có cảnh giới bị áp chế hình cùng một người bình thường chẳng lẽ cũng chính là vì vậy mới đưa hai tên vũ vương bắt giữ nhạc phụ đại nhân mời theo ta tiến về phủ thành chủ vân phi dương mang theo lâm nhược hiên cha và con gái rời đi có quan hệ phong linh trận hắn không có ý định giấu giếm cho nên tiến vào phủ thành chủ về sau, liền đem nói ra. Lâm Nhược Hiên nghe xong, cả kinh nói, phong ấn thuần linh hạch cùng tu vi trận pháp. Lâm Chỉ khê ngược lại là biểu hiện rất bình tĩnh, bởi vì nàng tại trọng lực tụ linh trận bên trong tu luyện qua, biết tên này đối với trận pháp có nhất định lý giải. Bất quá, sáng tạo ra áp chế vũ vương cấp cường giả trận pháp, cũng là để cho nàng kinh hãi không thôi. Vân Phi Dương cười nói, nhạc phụ đại nhân, chỉ cần có trận pháp tại, đến lại nhiều vũ vương tiểu tế cũng không sợ. Lâm Nhược Hiên trầm mặc, không tệ, loại trận pháp này rất nghiêu, chính mình cũng lấy nói. Thiết cốt thành có trận pháp này tại, vậy sẽ phi thường khủng bố, chỉ ít, vũ vương cấp không dám ở nơi này làm càn, khó trách tên này dám đem vũ sư đan tin tức truyền đi. Ai, Lâm Nhược Hiên thở dài một hơi, khổ sở nói, ta lão, đông lăng quận về sau thì dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này. Vân Phi Dương đi đến Lâm chỉ khê trước mặt, nhẹ nhàng ôm lấy nàng tay nhỏ rét lạnh, chân thành nói nhạc phụ đại nhân xin yên tâm tiểu tế chắc chắn đem thiết cốt thành chế tạo thành một cái siêu cấp thành trì lâm chỉ khê không có giấy ruộng, mặc cho hắn chiếm tiện nghi vân phi dương vui vẻ chẳng lẽ nữ nhân này đã bị chính mình bá khí chinh phục khụ khụ lâm nhược hiên ho nhẹ một tiếng nói ta đi ra ngoài trước đi vài vòng nhìn xem thiết cốt thành gần đây phát triển thế nào nói một mình rời đi hắn đây là tại cho hai đôi tiểu nam nữ tranh thủ đơn độc ở chung cơ hội cũng đó có thể thấy được, tại Lâm Nhược Hiên tâm lý, vẫn là rất ưa thích Vân Phi Dương, hy vọng hắn có thể trở thành chính mình dễ hiền. Trong phòng khách, bầu không khí hơi có vẻ băng lãnh, sơ qua, Lâm chỉ khê lạnh lùng nói, thả ra, Ây, Vân Phi Dương cứng ngắc buông tay ra, lại cười nói, thương thế tốt lên không? Lâm chỉ khê nói, sớm tốt, tuy nhiên hoàn toàn như trước đây băng lãnh, nhưng không như trước kia trầm mặc. Vân Phi Dương cười nói, vậy liền đến thiết cốt thành đi, lớn như vậy một cái thành, Chính ta bận tối mà tối mũi, cần một nữ nhân giúp ta lo liệu nội trợ. Lời nói này rất không biết xấu hổ. Lâm chỉ khê nói, có tương cần giúp người quản lý sinh ý, có từ phàm giúp người quản lý quân vụ, còn có hai cái vương bài sát thủ vì người huấn luyện sát thủ, cần dùng đến ta sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên, nữ nhân này, vậy mà biết mình nhất cử nhất động, xem ra tai mắt không ít nha. Hắn cười nói, đem người mạng lưới tình báo cũng dọn đến thiết cốt thành đi, dạng này ta liền có thể giảm bớt càng nhiều thời gian lâm chỉ khê nhìn lấy hắn nói người rốt cuộc muốn làm gì căn cứ quan sát cái này không có chính hình ra hỏa từ khi tiến vào thiết cốt thành một mực chạy đông chạy tây thật đúng là muốn làm thành chủ một dạng cái này có chút kỳ quái muốn biết sao vân phi dương lôi kéo nàng nói đi theo ta lâm chỉ khê tùy ý hắn như thế nắm sau cùng được đưa tới quân sự sảnh đứng ở cái kia treo địa đồ trước vân phi dương dơ lên cán gỗ tại thiên vũ thành chờ xung quanh khu vực hỏa cái vòng cười nói có muốn hay không đem những quận này chiếm đoạt, mở rộng đông lăng quận lãnh thổ. Lâm chỉ khê ngạc nhiên, nói, người muốn phát động chiến tranh. Không tệ, Vân Phi dương mặt lạnh lấy, nói, ba quận tiếp cận, để người thụ thương hôn mê, thù này, lão tử sớm muộn muốn báo. Lâm chỉ khê ánh mắt xẹt qua một tia dị dạng, nàng nói, cho nên, người đối ngoại đấu giá vô sư đan, tụ lại đại lượng tiền tài, muốn phải nhanh chóng phát triển quân sự, chuẩn bị phát động chiến tranh. Vân Phi Dương cười nói, ta tin tưởng, không cần bao lâu, liền sẽ chế tạo ra một cái đánh đầu thắng đó quân đoàn. Người nghĩ quá ngây thơ, Lâm chỉ khê lắc đầu, nói, những quận này nước sớm đã liên minh thật lâu, binh lực cũng không chỉ 300 ngàn. Không quan trọng, Vân Phi Dương không có để ở trong lòng, hắn thấy, binh lực không tại nhiều, ở chỗ tinh nhuệ. Chính mình chế tạo ra vũ đồ cấp quân đoàn, phối hợp bạo liệt nỗ cùng các mô pháo giả bộ như vậy chuẩn bị, một dạng có thể đem bọn họ diệt kêu cha gọi mẹ. Lâm Chỉ Khê chỉ lấy địa đồ, nói: "Đông Lăng quận ở vào Đông Nam khu vực, xung quanh chừng hơn 30 quận quốc, bên trong 9 quận là liên minh, Thiên Vũ thành ngay tại bên trong, người như tiến công, chẳng khác nào đánh 9 cái quận." Nhiều như vậy, Vân Phi Dương khẽ giật mình, tại hắn coi là Thiên Vũ quận cần phải thì cùng ba quận có liên minh quan hệ, không nghĩ tới lại là 9 quận. Cái này so sánh khó giải quyết, binh thiếu quý ở tinh xảo là không tệ, nhưng là địch quân nhiều người, nếu như mỗi cái quận phái ra 100 ngàn chỉ dựa vào biển người chiến thuật là có thể đem công việc của mình sống kéo chết. Phát động chiến tranh, quả nhiên, chính mình muốn có chút ngây thơ. Vân Phi Dương cười nói, vậy trước tiên chậm mấy năm, chờ có đầy đủ thực lực, động thủ lần nữa đi. Lâm chỉ khê lắc đầu, dưới cái nhìn của nàng, có thể làm mất đi lãnh địa thu hồi, liền đã không tệ, cái kia muốn đi qua chủ động tiến công hắn quận. Thiết cốt thành đấu giá vũ sư đan tin tức, bắt đầu hướng về ngoại giới lưu truyền. Trải qua, xung quanh quận quốc đều chiếm được tin tức này. Một khắc này, gây nên oanh động, không thể nghi ngờ là to lớn. Đều đại quận nước, mỗi cái thành trì, bình thường có vũ giả địa phương, đều đang nghị luận thiết cốt thành sắp đấu giá vũ sư đan tin tức. Thật giả, đề bạt vũ sư, không có tác dụng phụ đan dược, cái này mẹ hắn ai mà tin nha. Đông Nam khu vực các quận vũ giả đều đang chất vấn. Tin tức này đã truyền tới, chưa chắc là không có lửa thì sao có khói, xem ra cần phải đi một chuyến thiết cốt thành không tệ, tha rằng tin có, không thể tin không a. À. Rất nhiều vũ giả chuẩn bị ôm thử một chút thái độ, tiến về thiết cốt thành. Nhưng mà, coi bọn hắn chuẩn bị xuất phát thời khắc, lại nghe được một cái khác tin tức nặng ký, cái kia chính là thiết cốt thành thành chủ đem ngũ tinh thành trì lam ra dòng chính cùng vũ vương giam. Chật chật, có người cười nói, thiếu niên này thành chủ lá gan thật là lớn. Long hổ thành lam ra khẳng định sẽ giết đi qua, thiết cốt thành sợ muốn trở thành thị phi chi địa, chúng ta vẫn là đừng đi rất nhiều vũ giả bỏ đi tiến về thiết cốt thành suy nghĩ. Quả nhiên, như bọn họ đoán, chủ nhà họ Lam đến đến nhi tử bị giam tin tức, giận tím mặt, lúc này tự mình mang cao thủ tiến về thiết cốt thành hương sư vấn tội. Mà lại, xuất động còn không chỉ có là hắn Lam gia, Long hổ thành bên trong gia tộc khác, nhao nhao phái ra cao thủ tương trợ, riêng là vũ vương cấp cường giả thì đạt tới 6 tên. Bọn họ cũng không phải vì trợ giúp Lam gia, là muốn thừa dịp lý do này đi thiết cốt thành, xác định vũ sư đan có thật tồn tại hay không. Nếu quả thật có, cái kia liền trực tiếp động thủ mở đoạt. chương 342, vào thành nói chuyện. Sau 5 ngày, lấy Lam ra cầm đầu long hổ thành cường giả, xuất hiện tại thiết cốt thành trước thành. Nhân số chừng vài trăm người. Đương nhiên, bên trong đại bộ phận đều là các quận quốc tán tu vũ giả, bọn họ bởi vì khoảng cách thiết cốt thành rất gần, cho nên cố ý đối diện xem náo nhiệt. Long hổ thành lần này tới, có võ tông cấp 38 tên, vũ vương cấp 6 tên. 6 tên vũ vương đều là treo giữa không chung, bạo phát vương giả khí tức, để đến đây xem náo nhiệt vũ giả nhìn mà phát khiếp. Chật chật, một tên tán tu cả kinh nói, không hổ là ngũ tinh thành trì, lại có nhiều như vậy vũ vương cấp cường giả. Đúng vậy a à, có người nói, như thế trận thế, không kém chút nào ba quận ba mười vạn đại quân. Vừa làm thành chủ không còn bao lâu thì đến, thì dám giữ áp lam ra dòng chính, cái này vân phi dương, không muốn sống sao vẫn là tuổi còn rất trẻ, nội dung dễ kích động. Mọi người lao nhau nghị luận, theo bọn họ trong ngôn ngữ, không khó coi ra, lần này Long Hổ Thành đột kích, thiết cốt thành muốn xong đời. Phải biết, 30 vạn đại quân chỉ là nhiều người, bàn về chân chính bạo phát, rõ ràng vẫn là Long Hổ Thành càng mạnh. Dù là có đại trận gia trì, tập thể xuất thủ oanh kích, cũng là vài phút liền có thể đem phá vỡ, cũng đem thiết cốt thành san thành bình địa. Chỉ là, đại gia hỏa rất khó hiểu, thiết cốt thành thành chủ, làm sao đem hai tên Vũ Vương cho giam, chẳng lẽ lại dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ? A, à, Vân Phi Dương đứng ở trên thành lầu, cười nói, người tới vẫn rất nhiều. Đứng ở bên cạnh Lâm Nhược Hiên, cho mày, nhiều như vậy Vũ Vương treo lơ lửng giữa trời, Dương cung bạt kiếm, tên này lại còn bật cười. Lâm Nhược Hiên, đột nhiên, treo giữa không chung một tên Vũ Vương, vẫn nổ quát, dám giữ áp con ta, các người đông lăng quận lá gan không nhỏ nha. Người này là chủ nhà họ Lam, Lam Thành Lễ tu vi đã đạt tới vũ vương trung kỳ. Lâm Nhược Hiên muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Vân Phi Dương ngăn lại, hắn cười lạnh nói, Lam gia chủ, con của ngươi đến ta thiết cốt thành tìm phiền toái, phạm thành quy, tự nhiên muốn nhận trừng phạt. Hừ, Lam thành lễ âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, con ta lúc trước đi đông lăng thành nghe hát, bị ngươi vô duyên vô cớ đánh, ngươi còn có lý hay sao? Có một số việc, nhất định phải để vây xem vũ giả biết, không phải vậy để cho người khác cho là mình ỷ vào thế lực đang khi dễ tiểu hài tử. Quả nhiên, không rõ chân tướng vũ giả bắt đầu nghị luận lên, khó trách Lam ra dòng chính hội không lý do đến thiết cốt thành, nguyên lai là trước bị đánh. Cái này Vân Phi Dương thật sự là tìm đường chết, Lâm Nhược Hiên cũng nhíu mày lại, vì quân giải yêu lâu chuyện phát sinh hắn cũng không biết, vẫn cho là là đối phương tới trước nháo sự đây. Tiểu tử, hắn thấp giọng nói, người không gây phiền toái, có thể chết ha. À. Vân Phi Dương cười cười, làm thành lễ âm mặt, nói ta mà kệ người thiết cốt thành có cái gì quy định dám giữ lưu con ta, vậy sẽ phải trả giá đắt. Nói, liền muốn hạ lệnh Lam gia vũ giả phá trận. Chậm, bên cạnh treo lơ lửng giữa trời dâu tóc lão giả mở miệng ngăn cản. Người này là Long Hổ Thành Bá chủ tôn gia trưởng lão, tên là Tôn Thừa Trạch, Tu Vi đạt tới Vũ Vương Hậu Kỳ, là 6 tên Vũ Vương bên trong thực lực mạnh nhất. Lam Thành lễ sắc mặt hơi khó coi, nói Tôn trưởng lão, ngươi. Tôn Thừa Trạch không để ý hắn, ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhược Hiên, thản nhiên nói, Lâm Thành chủ, nghe nói thiết cốt thành muốn tại tháng sau đấu giá có thể đề bạt vũ sư đan dược không tệ lâm nhược hiên ngạo nghễ nói bàn về thực lực hắn không bằng tôn thừa trạch nhưng giàu gì cũng là một cái quận lão đại đối phương chỉ là một cái gia tộc trưởng lão tự nhiên không thể bỏ thân phận thật có loại đan dược này a lâm thành chủ là cao quý nhất quận chi thủ hẳn là sẽ không nói mạnh miệng nghe được lâm nhược hiên chính miệng thừa nhận xem náo nhiệt tán tu có mấy phần tin tưởng tôn thừa trạch con người hiện lên hưng phấn rất tốt che giấu đi qua, thản nhiên nói, xin hỏi Lâm Thành Chủ, có bao nhiêu khỏa vũ sư đan? Cái này, Lâm Nhược Hiên nhìn về phía Vân Phi Dương, không nhiều, Vân Phi Dương cười nhạt nói, cũng chính là 10 khỏa mà thôi. 10 khỏa, chúng người quá sợ hãi, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như loại đan dược này chân thực tồn tại, thiết cốt thành khả năng chỉ có một khỏa lấy ra đấu giá. Treo giữa không chung mấy tên khác vũ vương, ánh mắt xuất hiện vẻ tham lam. Bọn họ cảnh giới, Phục dụng Vũ Sư đan khẳng định không có hiệu quả, nhưng có thể cầm đi cho gia tộc thiên tài kiệt xuất nhất phục dụng, để bọn hắn tại thời gian ngắn nhất đột phá cảnh giới cao hơn. Gia tộc muốn trường thịnh bất suy, coi trọng cũng là hậu bối thiên tài bồi dưỡng. "Rất tốt." Tôn Thừa Trạch cười nói, "Vậy liền đem cái này 10 khỏa Vũ Sư đan cho lão phu đi." Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, "Cho ngươi?" Tôn Thừa Trạch cười nhạt nói, "Không vui. Cái kia ngôn ngữ, biểu tình kia, thật giống như một cái ngón tay liền có thể đem Vân Phi Dương bóp chết." đem thiết cốt thành nghiền ép vỡ nát. Dựa vào, Vân Phi dương mắng, dưới gầm trời này, lại còn có như thế vô liêm sỉ chi đồ. Lâm Nhược Hiên khóe miệng co giật, nghĩ thầm, ai có thể so ngươi càng vô liêm sỉ. Tôn thừa chạy cười lạnh, nói tiểu tử, chỉ cần giao ra vũ sư đan, xác định thật giả, lão phu có thể bảo vệ ngươi thiết cốt thành. Tôn trưởng lão, làm thành lễ sắc mặt khó coi, nếu như tiểu tử kia giao ra, tôn gia trưởng lão làm hậu thuẫn cho hắn, chính mình thật đúng là không thể làm loạn hắc hắc bên cạnh nhỏ gầy vũ vương cười nói tôn trưởng lão vũ sư đan nhưng là là đồ tốt người tôn gia không thể độc hưởng a đúng nha hắn ba tên vũ giả phụ họa bọn họ tới nơi này mục đích cũng là vì vũ sư đan tự nhiên muốn kiếm một chén canh tôn thừa trạch biết độc chiếm lời nói mấy cái gia tộc khẳng định không vui hắn nói ta tôn gia muốn năm viên còn lại các ngươi nhìn lấy phân cái này bốn tên vũ vương hơi hơi trầm ngâm đồng nói được tôn gia tại long hồ thành gia đại nghiệp đại chỉ là vũ vương hậu kỳ cường giả thì có hai tên bọn họ không dám yêu cầu xa vời quá nhiều có một khỏa cũng không tệ mẹ vân phi dương nắm quyền mục quang lãnh lệ bọn này vũ vương ngậm không được thật sự cho rằng vũ sư đan là bọn họ tiểu tử tên kia nhỏ gầy vũ vương cười nói chỉ cần ngươi đem vũ sư đan giao ra ta chu ra cũng sẽ đứng tại ngươi bên này mặt khác ba tên vũ vương cũng nhao nhao tỏ thái độ các ngươi Lam Thành lễ phổi đều sắp tức giận nổ. Hắn biết, những người này theo Long Hổ Thành mà đến, là vì Vũ Sư Đan, không chỉ nhìn bọn họ hỗ trợ. Không thể nhịn là, nhân đan dược, đứng tại Vân Phi Dương bên kia. Lam gia chủ, Chu gia Vũ Vương cười nói, chỉ cần Vân Thành chủ giao ra gia Vũ Sư Đan, để lại năm viên, chúng ta năm nhà mỗi người một khỏa, việc này ta nhìn coi như. Không tệ, mấy tên Vũ Vương cũng tính đường hòa, bọn họ vì Vũ Sư Đan mà đến, nếu như động khẩu có thể làm cho đối phương chủ động lấy ra, tận lực liền không động thủ. Dù sao, khi dễ một cái nhỏ yếu đông lăng quật, thực sự không có ý gì. Lam thành lễ hai mắt đều nhanh phun lửa, cái này mẹ hắn khi dễ là ta lam ra dòng chính, đổi lại nhà các ngươi, ta cũng sẽ nói như vậy. Vân Phi Dương chắp tay cười nói, chư vị, phòng ngự trận đã triệt tiêu, có quan hệ vũ sư đan sự việc, còn mời vào thành nói chuyện, ta cũng tốt tốt hướng lam gia chủ nói lời xin lỗi. Tôn thừa trạch nói cũng tốt, nói tung bay rơi xuống, hắn vũ vương cũng nhao nhao rơi xuống, cất bước hướng đi thiết cốt thành. Làm thành lễ chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo, hắn hiện tại hiểu rất rõ, có bọn này lão ra hỏa tại, chính mình muốn dạy dỗ cái này vân phi dương, sợ là sẽ phải rất khó khăn. Chỉ là, thiết cốt thành là tùy tiện có thể đi vào A, chương 343, là rồng đáp xuống, là hổ nằm lấy. Rõ ràng là đến hương sư vấn tội, kết quả theo tới mấy cái gia tộc vì vũ sư đan, Đứng tại Vân Phi Dương một bên, để chủ nhà họ Lam không dám động thủ. Hắn rất phiền muộn đi tại thông hướng nội thành trên đường. Chu gia Vũ Vương theo sát đi tới, thấp giọng cười nói, "Lam gia chủ, chỉ cần tiểu tử kia giao ra Vũ sư đan, chia đều về sau, ngày mai sự tình thì không quy ta nhóm quản." Lam Thành lễ nghe vậy, trong lòng vui vẻ, "Đúng thế, bọn này lão gia hỏa không thể bảo vệ hắn cả một đời. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, tự mình có thể giết trở lại đến, dạng này có thể vì nhi tử suốt ngụm ác khí, có có thể được một khỏa vũ sư đan, cớ sao mà không làm. Muốn cuối cùng, làm thành lễ hỏa khí hạ, nếu như tên kia còn có vũ sư đan, hắn ba con trai của không được lại bị giam mấy lần, chính mình nhiều đến mấy lần hương sư vấn tội. Vũ vương cấp cường giả sau khi tiến vào, làm ra võ tông cấp cường giả theo sát phía sau. Xem náo nhiệt tán tu cũng vào thành, bất quá, coi nhẹ tất cả người vào thành, lại là thần sắc đột nhiên ngốc trệ, bởi vì, giáo trường phương vị, một tên lõa lồ toàn thân nam tử quỳ gối trên sàn gỗ, trên cổ treo dùng để buộc xích chó. Càng rung động là, hai tên vũ giả bị treo ngược lên, trên thân phủ đầy vết roi, thương tích đầy mình. Ngoà tào, ba người này là ai vậy? Bị tra tấn như thế người không ra người, quỷ không quỷ. Ta con ta, Lam Thành lễ nhận ra Lam Vĩ Hàng, cả người ngốc ngay tại chỗ. Đám người trừng to mắt, Lam gia chủ nhi tử. Như vậy, bị treo ngược lên hai tên vũ giả, cũng là vũ vương cấp cường giả cái này đó là giam, cái này rõ ràng là tàn khốc cha tấn nha, mọi người nhao nhao sụp đổ, thiết cốt thành thành chủ thật sự là mãnh nhân, dám ngược đãi như vậy làm ra dòng chính cùng vũ vương. Cha, làm vĩ hàng gian nan dơ lên đầu, nước mắt rơi như mưa. Trong khoảng thời gian này, tuy nhiên sạch bị vân phi dương tra tấn, nhưng là thủy trung buộc lấy xích chó, đã sớm không có tôn nghiêm có thể nói. Gặp nhi tử thút thít, thân làm cha lam thành lễ, trong lòng nhói nhói không thôi, hắn vẫn nộ quát, vân phi dương, ngươi dám như thế tra tấn nhi tử ta, bản gia chủ muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngay tại làm Thành lễ chuẩn bị bạo tẩu lúc, cái kia bị treo ngược lên Vũ Vương, yếu ớt nói, gia chủ nhanh rời đi nơi này, nội thành có trận pháp có thể ép ép. Thương thế duyên cỡ, để hắn không cách nào đem áp chế cảnh giới nói ra. Mọi người nghe không hiểu ra sao, oanh, đột nhiên, thông hướng ngoài thành cửa đóng lại, Vân Phi Dương theo thành lâu nhảy xuống, vỗ vỗ tay, hai tên lính chuyển đến cái ghế, hắn phiêu nhiên ngồi xuống, không người, hai tay gác ở ghế dựa nắm bên trên, mười ngón giao thoa, cười nói, hoan nghênh chư vị tới đến thiết cốt thành. Mọi người nhao nhao im lặng, tên này tư thế, vẫn rất bựa a. À. Đột nhiên, Lam Thành lễ xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt, thuần linh lực bạo phát, vẫn nộ vung trưởng mà đi. Nhi tử bị ngược thành dạng này, kẻ này, phải chết. Lam gia chủ bạo tẩu, hắn không có ở đây hồ cái gì vũ sư đan, hô, khí tức cuồng bạo bạo phát, ẩn chứa 200 nặng thuần linh lực. Lâm Nhược Hiên sắc mặt đại biến, muốn ra tay ngăn cản, cũng đã không khả năng, chỉ có thể mặc cho đối phương ngang nhiên đập tới. Xong, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Vân Phi Dương Linh Niệm, trước một bước bắt được Lam Thành Lễ động tác. Hắn thản nhiên nói, phong ấn, hưu, Lam Thành Lễ ngừng tụ ra cuồng bạo thuần linh lực, thật giống như bị nước hung hăng tưới một chút, trực tiếp dập tắt hư vô. Hắn đứng ở tại chỗ, bảo trì suốt quyền tư thế, thần sắc hãi nhiên, bởi vì chính mình cùng thuần linh hạch đoạn tuyệt cảm ứng, cảnh giới bị áp chế gắt gao. Hô, Lâm Nhược Hiên buông lỏng một hơi, cái này phong linh trận quả nhiên cường hãn, liền vũ vương trung kỳ cảnh giới đều áp chế. Lâm thành chủ thể nghiệm quá cảnh giới bị phong, nhưng người khác không biết, cho nên một mặt ngây người. Lam gia chủ nổi giận xuất thủ, mắt thấy là phải mệnh trung tại sao nửa đường phanh lại. Phải biết, loại này đột nhiên thu chiêu, độ khó khăn hệ số nhưng là cực cao nha. Không đúng, Tôn thừa trạch đột nhiên ý thức được, chính mình không cách nào cùng thuần linh hạch lấy cho câu thông, cảnh giới bị lực lượng nào đó áp chế gắt gao. Cái này, hắn quá sợ hãi, không tốt, ta không cách nào câu thông thuần linh hạch. Ta cũng vậy, mặt khác bốn tên vũ vương nhao nhao quái khiếu, đâu chỉ bọn họ, bình thường tiến vào thiết cốt thành vũ giả, tại vân phi dương hô lên phong ấn về sau, toàn bộ cùng tự thân thuần linh hạch mất đi liên hệ. Nói cách khác, cảnh giới toàn bộ phong ấn, thành là người bình thường. Xoát, Vân Phi Dương nâng người lên, bắt chéo hai chân, nói, Lam gia chủ, tại thiết cốt thành tự tiện bảo phát tu vi, cũng là tại phạm tội. Người tới, hắn thản nhiên nói, kéo ra ngoài, trượng trách 50. Đúng, mấy cái tên lính đạp đạp mà đến, đem tu vi hoàn toàn không có làm thành lễ cái đi. Người các ngươi, làm thành lễ phẫn nộ rằng co, đáng tiếc, hiện tại hắn, liền vũ chi lực cũng không bằng, phản kháng là không có kết quả. Tôn thừa trạch bọn người khóe miệng co giật bọn họ rốt cuộc minh bạch, tại sao Lam gia chủ hội nửa đường dừng tay, khẳng định là cũng giống như mình, thuần linh hạch bị lực lượng nào đó cưỡng ép chặt đứt. Không cách nào câu thông thuần linh hạch, thì không cách nào ngưng tụ thuần linh lực, đây tuyệt đối là chí mạng. Lam thành lễ bị nhấn tại băng ghế dài bên trên, hai tên lính cầm quân trượng đánh nhau. Ba, ba, trượng tiếng và chạm âm truyền đến, kích thích màng nhĩ mọi người. Phổ thông binh sĩ, đang chừng trị một tên vũ vương cấp cường giả, cái này đổi lại trước kia, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Một chút thời gian, Lam Thành Lễ bị đánh 50 quân trược, bởi vì mất đi linh lực hộ thể, cái mông mặc dù không có bị mở ra hoa, nhưng mà sưng lão cao. Vân Phi Dương đem ánh mắt nhìn về phía mấy tên Vũ Vương, cười nói tiếp đó, chúng ta nói chuyện Vũ Sư Đan. Tiểu tử, người đến cùng đối với chúng ta làm cái gì? Tôn thừa trạch một mặt phẫn nộ, tuy nhiên tu vi bị áp chế, cùng người bình thường không việc gì, nhưng dù sao cũng là hàng thật giá thật Vũ Vương, Loại kia vương giả phong phạm không thể áp chế. Vân Phi Dương thản nhiên nói, đối bản thành chủ bất kính, trượng trách hai mươi. Mấy cái tên lính ra khỏi hàng, ta xem ai dám, tôn thừa trạch quát lạnh một tiếng. Không hổ là vũ vương hậu kỳ cường giả, cỗ này phong phạm, hoàn toàn không phải lam thành lễ có thể so sánh. Xoát, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền đem đánh ngã xuống đất, lạnh lùng nói, lão ra hỏa, tại ta thiết cốt thành, là rồng cho ta cuộn lại, là hổ cho ta nằm lấy, hiểu chưa? phách lối, cuồng vọng, đến xem náo nhiệt tán tu, nhao nhao bị chấn động. Tôn thừa trạch sắc mặt dữ tợn, nói tiểu tiểu tử ngươi. Đường đường vũ vương hậu kỳ, lại bị một cái võ tông cấp thiếu niên đánh, thực sự khó có thể tiếp nhận, thực sự quá đau đớn tự tôn. Vân Phi Dương lãnh đạm nói, lão tử vũ sư đan, há là các người đám hàng này có thể tùy tiện nhúng chảm sao. Hắn quát kéo xuống, trượng trách 40, đúng, mấy cái tên lính, đem tôn thừa trạch mang xuống. Tại mọi người nhìn hạ, vị này vũ vương hậu kỳ cường giả bị đánh 40 đại bản, ngã trên mặt đất, như lam thành lễ như vậy thống khổ không thể động đậy. Xoát, Vân Phi Dương lại chỉ hướng tên kia Chu Gia Vũ Vương, nói trượng trách 30. Chu Gia Vũ Vương sụp đổ nói, Vân Thành Chủ, ta nhưng là không hề nói gì nha. Vũ Vương hậu kỳ tôn thừa trạch đều bị ngược, chính mình vẫn là khách khí một chút đi, không phải vậy, bị ăn gậy là nhẹ, mất mặt là lớn. Vân Phi Dương nói, nhìn ngươi không vừa mắt, mọi người nhao nhao lộn xộn, Kết quả là, cái kia nhỏ gầy chu gia vũ vương cũng bị đánh một trận, nằm tại tôn thừa trạch hai người bên cạnh. chương 344, Tổ Long Thành, Long Trấn Vũ. Long hồ Thành cao thủ tiến đến thiết cốt thành hưng sư vấn tội, tại toàn bộ đông nam khu vực lưu truyền, rất nhiều vũ giả nhận định, thiếu niên kia thành chủ phải có phiền phức, có lẽ sẽ còn liên lụy toàn bộ đông lăng quận. Nhưng mà, vài ngày sau, thứ nhất kình bạo tin tức truyền ra. Long hồ Thành sáu tên vũ vương. Cùng Lam gia rất nhiều võ tông cấp cường giả, toàn bộ bị giam tại Thiết Cốt Thành. Thời khắc đó, Đông Nam khu vực quận quốc vỡ tổ, hai tên Vũ Vương bị giam, đã để bọn họ rất khó lý giải, bây giờ lại bị giam 6 tên, nhấc lên rung động khó có thể tưởng tượng. Phải biết, Long Hổ Thành cũng mới chín tên Vũ Vương, trực tiếp bị giam 8 tên, đây là khái niệm gì? Vũ giả chấn kinh lúc, Thiết Cốt Thành đối ngoại tuyên bố, Vũ Sư Đan công khai đấu giá, chỉ tại tạo phúc đại lục, có tiền người có được, bất luận cái gì lòng mang ý đổ xấu người, Hạ chàng sẽ cùng Long Hổ thành Vũ Vương một dạng. Cuối cùng, rất nhiều vũ giả mới hiểu được, Long Hổ thành Vũ Vương khẳng định đánh ý đồ xấu, mới bị thiếu niên kia thành chủ giam. Thủ đoạn này, quá bá đạo A, nguyên bản có ý tưởng gia tộc, nhau nhau trung thực xuống tới. Tám tên Vũ Vương, đã là đội hình rất trâu, lại bị tập thể giam, nếu như chính mình đi đoạt, khẳng định cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vân Phi Dương cầm ngũ tinh thành chỉ đến lập uy, lấy cho rõ rệt hiệu quả để rất nhiều ngang nhau tinh giai thành trì gia tộc kiêng kỵ. Bất quá, lục tinh thậm chí cao hơn thành trì, lại xem thường. Sau đó, lại có một tin tức truyền ra, 10 tên vũ vương bị dùng lương cao mời tới, tỏa trấn thiết cốt thành, phụ trách vũ sư đàn đấu giá trong lúc đó bảo an, bên trong tu vi cao nhất, vậy mà đạt tới vũ vương đỉnh phong. Ngoà tào, 10 tên vũ vương tỏa trấn thiết cốt thành, cái này đến cần bao nhiêu bạc, mới có thể mời ra nhiều như vậy vũ vương. Rất nhiều vũ giả nhao nhao chấn kinh, Vũ vương cấp cường giả, giá trị con người cực cao, mời một người rời núi, chỉ ít cũng phải tốn hao không ít, vũ vương đỉnh phong cường giả, sợ rằng sẽ cao hơn. Thiết cốt thành phương diện, mời nhiều cao thủ như vậy đến chấn tràng tử, thật là đại thủ bút. Thoạt đầu khinh thường tại chú ý cao tinh thành trì, sau khi lấy được tin tức này cũng là có kiêng kỵ, dù sao, vũ vương đỉnh phong, đây chính là gần với vũ hoàng tồn tại. Dám sử dụng nhiều tiền như vậy, mời đến 10 tên vũ vương tọa chấn, vũ sư đan khẳng định là thật. Không tệ, còn chờ cái gì, chúng ta đuổi nhanh tới xem xem đi. Các đại quận quốc vũ giả, như ong vỡ tổ tuôn hướng thiết cốt thành. Rất nhiều gia tộc sớm liền hành động, đã không thể đoạt, cũng chỉ có thể vận dụng bạc, dựa vào chính quy thủ đoạn tới đấu giá. Có thể nói, gần phân nửa vạn thế đại lục vũ giả, cùng một thời gian, hướng thiết cốt thành xuất phát, tin tưởng, không cần bao lâu, thành trì liền sẽ bị chen bể. Long hổ thành là long hổ quận thủ đô, vân phi dương giam tám tên vũ vương, chẳng khác nào đắc tội Long Hổ quận. Cái này không, Long Hổ thành phủ thành chủ. Thành chủ tôn thừa ứng phẫn nộ đem cái bàn đập nát, nói, một cái nho nhỏ thiết cốt thành, dám giam ta nội thành tám tên vũ vương. Người tới, hắn phẫn nộ quát, truyền ta quân lệch, triệu tập 50 vạn đại quân, tiến công đông lăng quận. Tôn thành chủ giận, ngũ tinh thành chỉ 50 vạn đại quân, tuyệt không phải ba quận liên minh nhưng so sánh, đó là một cỗ rất lực lượng đáng sợ. Mà lại, tôn thừa ứng lời ấy, hiển nhiên không phải muốn đánh thiết cốt thành, đánh là toàn bộ đông lăng quận, như thế mới có thể để cho thế nhân hiểu rõ, lòng hổ quận không phải dễ trêu. Thành chủ, một tên nho y trung niên nhân, ngăn cản nói, chúng ta lúc này xuất binh sợ là không ổn. Có gì không ổn, tôn thừa ứng cả giận nói, giam nhiều cao thủ như vậy, để cho ta long hổ quận, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nếu như chỉ là giam cái lam ra dòng chính, hắn không đến mức tức giận, nhưng đem nội thành trừ chính mình bên ngoài toàn bộ vũ vương giam, cái này đánh cũng không phải lam ra mặt, đánh là mình mặt. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, trung niên nhân kia, nói chúng ta lúc này cử binh tiến công, sẽ chỉ làm quận quốc khác cho rằng là đi tìm thù. Vũ Vương không được tham dự thế tục chiến tranh, nhưng chiến tranh cùng trả thù là hai khái niệm. Hắn ngưng trọng nói, chúng ta như phái binh đánh tới, tỏa chấn thiết cốt thành Vũ Vương chắc chắn sẽ không thở ơ. Cái này, tôn thừa ứng nhíu mày lại, 50 vạn đại quân đi đối mặt 10 tên Vũ Vương, còn có Vũ Vương đỉnh phong, Quả thực cũng là đi chịu chết." Trung niên nhân tiếp tục nói, "Thành chủ, đợi thiết cốt thành đấu giá kết thúc, mời đến Vũ Vương rời đi, chúng ta ra tay trước chiến thư mới có thể quang minh chính đại đánh tới." Tôn thừa ứng nắm quyền, nói, "Tốt a, à, nhưng là cứ như vậy chịu đựng, không phát tiết ra ngoài, thật sự là thống khổ tra tấn." Trung niên nhân đè ép thanh âm, nói, "Thành chủ, ta cảm thấy lấy lúc này có thể vận dụng cái kia một mối liên hệ." Như thế, cũng có thể để thế nhân hiểu rõ, chúng ta long hổ thành hậu trường cứng đến bao nhiêu. Tôn thừa ứng khẽ giật mình, vỗ chán nói, đem chuyện này cấp quên. Vạn thế đại lục, khu vực trung ương, có một tòa to lớn đại thành đều, nó tên gọi tổ long thành, đương kim một cái duy nhất đạt tới 12 tinh giai thành trì. Nói cách khác, đăng ký nhập tịch 10.000 vũ giả bên trong, bình quân tu vi đều đánh đạt tới võ tông đỉnh phong. Cái này so sánh đáng sợ, phải biết, tam tinh thành chỉ đông lăng thành, đăng ký trong danh sách Phó tông, cũng mới mấy chục tên, cùng người ta 10 ngàn so ra, quả thực yếu đến nhỏ bé. Tổ Long thành phủ thành chủ, là một tòa tráng lệ cung điện. Đạp, một tên dáng người thon dài thiếu niên, hướng đi thông hướng phòng nghị sự trên cầu thang. Người này tuổi chừng 18, mày kiếm mắt sáng, tóc dài tản mát, theo gió tung bay, hiển lộ ra một trương anh tuấn bất phàm khuôn mặt. Tên hắn gọi Long Trấn Vũ, Tổ Long thành bá chủ Long ra đời thứ ba dòng chính, hạ nhiệm Tổ Long thành thành chủ người thừa kế. Cái này danh hiệu, khả năng còn chưa đủ rung động, hắn còn có một cái khác danh hiệu, cái kia chính là vạn thế đại lục đệ nhất thiên tài. Ba năm sau tổ chức thiên tài thi đấu, quan quân bảng phía trên đoạt giải quán quân đứng đầu bảng. Đây mới thực sự là đỉnh phong thiếu niên thiên tài, đây mới là vạn thế đại lục rồng trong loài người. Vân Phi Dương cùng hắn so ra, nếu như bất luận thực lực bây giờ cùng thế lực bên ngoài, cũng liền tướng mạo phía trên mạnh hơn hắn một chút như vậy. Thiếu thành chủ, đứng gác phố sư cấp thị vệ nhao nhao hành lễ, trong ánh mắt ẩn chứa thật sâu sùng bái. Ừm, Long Trấn vỗ mặt mỉm cười gật gật đầu, thị vệ phảng phất vui sướng tắm rửa, tâm thần làm thoải mái, âm thầm cả kinh nói, thiếu thành chủ lần này bế quan mà ra, tu vi sợ là lại đề cao không ít. Phòng nghị sự, một lão giả ngồi tại thượng thủ, mặc dù qua tuổi thất tuần, lại hồng quang đầy mặt, quanh thân bao phủ người ở vị trí cao lâu ngày khí tức. Người này là tổ Long Thành thành chủ, được tôn xưng Long Hoàng, tại vạn thế đại lục, có thể nhưng nổi hoàng cái chữ này cũng chỉ có vũ hoàng cấp cường giả phụ thân long trấn vũ đi vào trong sảnh kính nói triệu kiến hải nhi có chuyện gì vũ nhi long hoàng thanh âm hùng hậu nói long hổ thành gặp được phiền phức người đi một chuyến đi đúng long trấn vũ đáp ứng không có hỏi thăm nguyên do quay người rời đi chậm long hoàng nói vũ nhi rời đi tổ long thành không được ở bên ngoài cho ta trêu hoa ghẹo nguyệt long trấn vũ cười nói biết phụ thân xoẹt xoẹt phòng nghị sự bên ngoài, một đầu thể trạng to lớn đại bàng dần dần rơi xuống, hai cánh cuốn lên từng đợt cuồng phong. Hắc Vũ lang ưng, đứng chạm canh gác thị vệ nhao nhao quá sợ hãi. Đây là thiếu thành chủ đã từng xuất ngoại lịch luyện, bắt được tỏa kỵ, chính là cực kỳ hiếm thấy phi cầm hung thú, thực lực đã đạt tới ngũ phẩm. Xoát, Long Trấn Vũ theo phòng nghị sự đi ra, thả người cùng một chỗ, rơi vào lưng chim ưng bên trên, nói: "Đi Long Hổ quật." Hắc Vũ lang ưng dương cánh mà lên, bay lên không trung, chợt hóa thành một vòng lưu quang, biến mất ở trên bầu trời, tốc độ nhanh để bọn thị vệ từng cái trợn mắt hốc mồm. Chương 345, Lâm Nhược Hiên đánh cược. Thiết cốt thành bên trong, Tôn Thừa Trạch bọn người bị treo ngược lên, lúc trước ngạo mạn cùng vương giả khí tức đã sớm không còn sót lại chút gì. Lâm Nhược Hiên mỗi lần đi đến giáo trường, thấy cảnh này, đều thổn thức cảm khái. Đây chính là Vũ Vương, thực lực đều cao hơn chính mình, cứ như vậy bị trận pháp trói buộc, mặc cho người định đoạt, thực sự có chút khổ cực. Ai, hắn thán một tiếng, Vân Phi Dương làm như thế, không khác đắc tội Long Hổ Quận, đây chính là một cái cường đại đối thủ. Cha vợ, Vân Phi Dương đi tới, như là biết hắn ý nghĩ trong lòng, nói thiết cốt thành có ta ở đây, liền sẽ không bị người đánh vào Đông Lăng Quận. Lâm Nhược Hiên trầm mặc, hắn thực sớm tại mắt thấy làm ra dòng chính cùng Vũ Vương bị treo lên đánh thời điểm, thì làm ra quyết định, vô luận phát sinh cái gì, đều đứng tại hắn bên này, ủng hộ vô điều kiện. Đây là tại đánh bạc, đánh bạc phân phi dương tương lai thành tựu, nếu như một ngày kia, kẻ này có thể đột phá vũ vương, thậm chí cao hơn vũ hoàng, Đông Lăng quận có lẽ sẽ nhân hắn lần nữa quật khởi. Ngàn năm trước Đông Lăng quận, cường thổ rộng lớn, tại đông nam khu vực cũng là bá chủ cấp, cùng loại thiết cốt thành dạng này thành trì thì có 30 tòa, vũ vương cấp cường giả đạt tới hai chữ số, mạnh mẽ gia tộc nhiều không kể xiết. Đáng tiếc, cường đại tới đâu quận quốc, cũng có suy bại một ngày. Từ tiêu giao hoàng sau khi mất tích, Đông Lăng quận không ngừng dậy nổi cho đến ngày nay, 30 tòa thành trì, chỉ còn lại có chỉ là bát tọa, cương thổ càng là thiếu hơn phân nửa. Vũ vương càng là chỉ có một người, cường đại gia tộc muốn sao di chuyển, muốn sao đổi phế, biến thành phổ thông. 22 tòa thành trì, không phải là bị thiên vũ quận chiếm lấy, chính là vì đổi hòa bình, từ lịch đảm nhiệm thành chủ hiến cho thượng toàn quận. Lâm Nhược Hiên thân là thành chủ, hy vọng lúc còn sống, có thể thu phục sơn bờ sông, làm đông lăng quận lại xuất hiện năm đó huy hoàng như thế cũng xứng đáng đã từng ôm hận mà kết thúc tiền bối muốn cho một cái quận cường đại đơn giản nhất phương pháp chính là sinh ra một tên vũ hoàng cấp cường giả chỉ có như vậy mới có thể chấn nhiếp xung quanh quận quốc thậm chí không dùng gia binh thảo phạt liền có thể để bọn hắn trả lại ban đầu vốn thuộc về đông lăng quận thành trì lâm nhược hiên rõ ràng mình đời này đạt tới vũ hoàng cơ hội rất xa vời đừng nói thu phục cương thổ có thể bảo trụ trước mắt một mẫu ba phần đất cũng không tệ không có thực lực chỉ có thể mặc cho người ức hiếp, đây là tàn khốc hiện thực. Nhưng mà, Vân Phi Dương xuất hiện, để hắn nhìn thấy ánh dạng đông. Theo địa sơn chấn tiến vào đông đông lăng học phủ, theo vũ tri lực đột phá đến võ tông, cái này đề bạt, tuyệt đối không kém gì những cao tinh thành chỉ đó thiên tài đứng đầu. Lúc này mới một năm, năm năm đâu, mười năm đâu, năm mươi năm, năm, năm đâu, Lâm Nhược Hiên có thể khẳng định, lấy Vân Phi Dương yêu nghiệt như thế võ đạo thiên phú, nếu như có thể yên ổn trưởng thành tiếp, năm mươi năm về sau nhất định bước vào vũ hoàng đến lúc đó hoàng uy cuồn cuộn xung quanh quận quốc ai dám lỗ máng thôi hữu tiền lấy thương người ánh mắt đem tiền bạc áp tại vân phi dương trên thân lâm nhược hiên lại đem chọn cái đông lăng quận đều áp ở trên người hắn đây là đánh cược cược thắng đông lăng quận quật khởi đánh bạc thua đông lăng quận vẫn lạc đông lăng quận bị khi phụ quá lâu có thể nói tham sống sợ chết cùng như thế uất ức đi xuống không bằng thừa dịp vũ sư đan đấu giá từ Vân Phi Dương buông tay đánh cược một lần. Phấn khởi, Lâm Nhược Hiên ngưng trọng nói, toàn bộ Đông Lăng quận tương lai liền dựa vào ngươi, chớ có khiến ta thất vọng. Cái này âm thanh phấn khởi, đủ để nhìn ra hắn không có đem coi Vân Phi Dương như ngoại nhân. Cha vợ, Vân Phi Dương hiện ra rất hít gặp nghiêm túc, nói chỉ cần ngài đem chỉ khê gả cho ta, ta sẽ để Đông Lăng quận trở thành vạn thế đại lục bá chủ. Lâm Nhược Hiên kém chút ngã quỵ, bất quá, nhưng cũng khổ sở nói, ta nữ nhi kia tính khí bướng bỉnh rất nàng hôn nhân đại sự, ta cái này người làm cha không làm chủ. Vân Phi Dương cười nói, vậy ngài là đồng ý. Lâm Nhược Hiên nhìn lấy hắn, nói, nữ nhi như nguyện ý gả cho ngươi, ta không phản đối. Được, Vân Phi Dương nhếch miệng cười nói, có nhạc phụ đại nhân câu nói này, ta cứ yên tâm. Giải quyết Lâm Nhược Hiên, còn không giải quyết được nữ nhi của hắn. Lão đại, đột nhiên, Diệp Nam tu vội vàng chạy tới, chỉ phía ngoài nói, ngoài thành đến rất nhiều vũ giả. Thiết cốt thành Bắc môn, mấy trăm tên vũ giả tụ tập, tu vi rất tạp, võ tông, vũ sư, vũ đồ đều có. Chư vị, Vân Phi Dương trèo lên lên thành lâu, cười nói, đến ta thiết cốt thành, có gì muốn làm. Một tên võ tông cấp cao thủ, chắp tay nói, chắc hẳn vị này cũng là Vân Thành chủ A. Không tệ, Vân Phi Dương cười cười, tên kia võ tông cấp cường giả, nói tại hạ là hạng anh thành phùng gia trưởng lão, nghe nói quý thành ít ngày nữa đem đấu giá vũ sư đan, cho nên sớm chạy đến, tham dự đấu giá, còn mời Vân Thành chủ cho phép vào thành. Chúng ta cũng là, hắn vũ giả nhao nhao nói ra, những người này đến từ xung quanh quận quốc, thuộc về nhóm đầu tiên đuổi tới thiết cốt thành vũ giả. Vân Phi Dương cười một tiếng, nói quả nhiên, thuê 10 tên vũ vương tiền, không có phí công hoa. Có tổ quang phòng ngự trận tại, hắn thực rất không cần phải mời vũ vương đến tọa chấn, bởi vì, trừ vũ hoàng trở lên cường giả, không ai có thể phá trận. Nhưng là, hắn vẫn là mời phía dưới thôi hữu tiền mời đến 10 tên vũ vương. Không phải vì nhìn chàng tử, mà chính là khiến người ta vững tin, chính mình có tăng cao tu vi vũ sư đan. Quả nhiên, đưa đến tác dụng, nếu không, vũ giả hội bán tín bán nghi, cũng không thể lập tức đến nhiều như vậy. Giát, thành cửa mở ra, rất nhiều vũ giả lần lượt tiến vào, coi bọn hắn nhìn thấy bị treo ngược lên long hổ thành vũ vương, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Mẹ ta nha, nguyên lai thiết cốt thành giam, là như thế này. Chư vị, Vân Phi Dương nhẹ nhàng rơi xuống, nói thiết cốt thành hoan nghênh các người đến, nhưng chuyện xấu nói trước, bình thường vào thành người, không được bạo phát tu vi, càng không nên đánh nhau ẩu đả, nếu không. Hắn hơi dừng lại, chỉ hướng bị treo ngược lên vũ vương, chân thành nói, hạ chàng thì giống như bọn họ. Ê, mọi người khóe miệng co giật, tên kia phùng ra trưởng lão chắp tay, nói, Vân Thành Chủ xin yên tâm, chúng ta chỉ là tới đấu giá vũ sư đan, tuyệt không trong thành gây chuyện thị phi. Đúng đúng, người khác liên tiếp gật đầu, vũ vương đều bị treo lên đến nhiều như vậy, ai dám nháo sự a? À? theo nhóm đầu tiên vũ giả vào thành, vân phi dương đại mở cửa thành, nghênh đón càng ngày càng nhiều tán tu cùng gia tộc tiến vào. đương nhiên hắn cũng không lại chủ động ninh đón. ở trước cửa thành lập một cái đại thạch bi, trên đó viết thiết cốt thành thành quy, vào thành người không được bạo phát tu vi, nếu không treo lên đánh. vào thành người không nỡ đánh cái ẩu đả, nếu không treo lên đánh. Vào thành người, không được thô nói bạo mắng, nếu không treo lên đánh. Vào thành người, không được lộng hành quấy rối bách tính, nếu không treo lên đánh. Vào thành người, không được lớn tiếng ồn ào, nếu không treo lên đánh. Vào thành người, không được ném loạn rác rưởi, nếu không treo lên đánh. Rất nhiều vũ giả vừa mới vào thành, nhìn lấy cái kia từng hàng thành quy, từng hàng treo lên đánh, khóe miệng co quắp một trận. Liên mắng chửi người cùng ném rác rưởi đều muốn bị treo lên đánh, thành này quy cũng không tránh khỏi quá hà khắc đi. Nhưng mà, coi bọn hắn vào thành về sau, nhìn thấy tám tên vũ vương bị dán tại giáo trường, nhao nhao bị chấn động, có người còn cố ý rút về đi, đem trên tấm bia đá thành quy gắt gao ghi ở trong lòng, để tránh không cẩn thận thì xúc phạm. Càng ngày càng nhiều vũ giả tiến vào thiết cốt thành, bọn họ không không tuân thủ thành quy, muốn sao lựa chọn tại khách sạn đặt chân, muốn sao trong thành tiệm vũ khí, đan dược phường tản bộ. Dù là, đụng phải cứu nhân, cũng là chỉ là lẫn nhau chừng liếc một chút, gặp thoáng qua, chương 346, đấu giá kết thúc, chúng ta đính hôn. Vô quy củ bất thành phương viên, Vân Phi Dương định ra thành quy, khiến cho tiến vào thiết cốt thành bên trong vũ giả, không không tuân thủ, cho nên, nội thành vũ giả càng ngày càng nhiều, nhưng cũng là một mảnh tường hòa. Đương nhiên, muốn nói vui vẻ nhất, vẫn là thôi hữu tiền. Giờ phút này hắn, đứng tại thôi khách sạn đỉnh đầu lầu các, nhìn về phía đường đi nối liền không dứt vũ giả, vui con mắt đều nhanh hít thành một đầu dây. Long hổ thành tám tên vũ vương bị giam tin tức còn không có chuyển ra lúc, hắn thì chạy tới, cũng mang đến vô số công tượng, tại thời gian nhanh nhất thành lập sáu khách sạn. Nhiều như vậy vũ giả tiến vào thiết cốt thành, chuyện thứ nhất, khẳng định phải lựa chọn điểm dừng chân. Cho nên, vẻn vẹn một ngày, khách sạn thì đầy ắp. Mà lại, khoảng cách đấu giá bắt đầu, còn có nửa tháng, những võ giả này thật xa chạy tới, chắc chắn sẽ không một mực đang khách sạn kìm nén, nhất định sẽ trong thành tản bộ. Như vậy, tiệm vũ khí cùng đan dược phường, liền thành bọn họ chọn lựa đầu tiên. Thôi ra tiệm vũ khí cùng đan dược phường, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, đại lượng vũ khí cùng đan dược cũng đều theo đông lăng thành vận đến, phẩm chất cực là cao cấp. Cha, thôi băng duệ đi tới, hưng phấn nói tiệm vũ khí cùng đan dược phường hôm qua tiêu thụ, bắt kịp đông lăng thành một tháng. Đông lăng thành vũ giả đều tại vũ đồ cấp bậc, phần lớn mua phổ thông vũ khí cùng nhất phẩm linh lực đan, chi tiêu năng lực có hạn. Thiết cốt thành khác biệt, tiến vào trong thành vũ giả, cảnh giới gì đều có. Bọn họ nhu cầu vũ khí cùng đan dược, khẳng định cấp bậc cao hơn, mà lại, thường thường đều là xuất thủ xa xỉ. Thôi hữu tiền cười nói, vũ sư đan sức hấp dẫn, xa không chỉ này, mấy ngày kế tiếp, còn có càng nhiều vũ giả tiến vào. Hắc hắc, thôi băng rể cười nói, cha, ta liền nói, lão đại là cái nổi danh nhân vật, hắn từng bời vì nhiễm bình loan, cùng vân phi dương thù địch, về sau tại thanh phong lâu, bị ép nhận người đại ca này, mới đầu, hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể, chỉ là cho rằng tên này trâu một điểm. Cho đến về sau, liên phá luyện võ tháp một hai tầng kỷ lục, lợi ít tiền, từ đó nhận định, người này rất có tiền đồ, nhất định phải thật tốt kết giao. Quả nhiên, đánh bại Trương Hằng, quét ngang thanh loan thành thiên tài, chứng minh ánh mắt. Ba, Thôi hữu tiền vỗ vỗ con trai bả vai, nói, không hổ là ta con trai của Thôi hữu tiền, con mắt tinh đời. Thôi băng duệ gãi gãi đầu, trước kia, phụ thân lão nói mình không có ánh mắt, kết giao bằng hữu đều là loại kia không dính tường bùn nhão. Bây giờ cùng Vân Phi Dương xương huynh gọi đệ, rốt cục nhếch mi thở dài. Thôi hữu tiền còn cười nói, vương ra cùng tôn ra cái kia hai cái lão ra hỏa, nhưng là đang chờ xem chúng ta thôi ra trò cười, hiện đang sợ là hối hận phát điên đi. Thiết cốt thành vũ giả số lượng, đã đạt hơn vạn, đây là to lớn cơ hội buôn bán. Đông lăng thành phương diện, rất nhiều sinh ý gia tộc nhau nhau vào ở, đồng thời, cam nguyện xuất ra 50 vạn lượng lệ phí vào thành, dù sao, vũ giả tiêu phí cũng rất cao, chút tiền ấy rất dễ dàng cả gốc lẫn lãi thu hồi. Bất quá, vương gia cùng triệu gia, mang theo thương nghiệp đoàn đội, lại bị binh lính ngăn tại cửa nam bên ngoài. Một tên bách phu trưởng lạnh lùng nói, thành chủ có lệnh, đông lăng thành vương gia cùng triệu gia cần giao nạp 5 triệu lệ phí vào thành, không thể vào. 5 triệu, hai tên gia chủ trừng to mắt, 500 ngàn biến thành 5 triệu, trọn vẹn nhiều gấp bội, để bọn hắn khó có thể tiếp nhận, cũng đồng thời hiểu rõ, vân phi dương mang thù, Mang thù, Vân Phi Dương như biết bọn họ ý nghĩ, khẳng định sẽ cười. Lão tử năm đó tự mình đến nhà bái phỏng, cầu các ngươi đến đặt mua sản nghiệp, kết quả lại dùng kém lấy cớ qua loa tắc trách. Hiện tại, thiết cốt thành cơ hội buôn bán khắp nơi trên đất, các ngươi lại vô liêm sỉ tới, ta không nhiều hút các ngươi máu, làm sao trở ra cơn giận này. Bách phu trưởng nói, hai vị gia chủ nếu không giao, liền mời trở về đi. Ai, hai người thì nhìn nhau một cái, sau cùng mang theo đội ngũ bất đắc dĩ rời đi. 5 triệu, quá lớn, bọn họ làm sao bỏ được lấy ra. Xếp hàng chờ đợi tiến vào tiểu gia tộc nhau nhau vui. Tại Đông Lăng Thành, Thôi Gia, Vương Gia, Triệu Gia thực lực mạnh mẽ nhất, bây giờ thiếu hai cái có mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, đối bọn hắn tới nói, cái kia đồng dạng cũng là một cái thương đội lớn máy. Rất nhiều sinh ý gia tộc vào ở, từng gian cửa hàng khai trương. Bất quá, căn cứ thành quy hạn định, trừ phi là trên phương diện làm ăn chuyên nghiệp nhân viên, tất cả gia tộc không được tư mang người hầu. Như thế mà nói, mới khai trương cửa hàng, cũng chỉ có thể theo thiết cốt thành tìm kiếm công nhân, cái này cũng cho nội thành cư dân mang đến vào nghề cơ hội. Nguyên bản rách nát hoặc bỏ trống cửa hàng, bị gia tộc mướn, đi qua cải tạo, rực rỡ hẳn lên, tiệm vũ khí, đan dược phường, ngân hàng tư nhân, tử lâu, quán trà các loại làm ăn, trải rộng tại mỗi một chỗ đường đi. Từ giam tám tên Vũ Vương, cho tới bây giờ, bất quá nửa tháng thời gian, thiết cốt thành phát sinh nhưng trời lệch đất biến hóa lớn, thoát khỏi tiêu điều có thể nói bốc lên hướng vinh thế nào vân phi dương theo tại trên tường thành khóe môi nhếch lên mỉm cười lâm chỉ khê toàn thân áo trắng giống như tiên tử yên tĩnh đứng thẳng nàng đôi mắt đẹp đảo qua phía dưới mỗi một lối đi thản nhiên nói không tệ ai vân phi dương thở dài nói liền không thể nói hơn hai câu êm tai à lâm chỉ khê xoay người nhìn lấy hắn nói đấu giá kết thúc chúng ta đính hôn được vân phi dương kịp phản ứng cả kinh nói ngươi Ngươi nói cái gì? Lâm Chỉ Khê lặp lại một lần nữa, nói, "Đấu giá kết thúc, chúng ta đính hôn." Giát, Vân Phi Dương ngây người. Không nghe lầm chứ? Nữ nhân này muốn cùng mình đính hôn? Hạnh phúc đến quá đột ngột, để Vân Phi Dương hô hấp dồn dập, trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn. Phải biết, tại hắn nhận biết những cô bé này bên trong, cái này cao ngạo nữ nhân thực sự rất khó khăn giải quyết, không nghĩ tới, hội là cái thứ nhất đưa ra, muốn cùng mình đính hôn. Lâm Chỉ Khê gặp hắn trầm mặc nói, không đồng ý sao? Đồng ý, Vân Phi Dương đi lên, nắm lấy nàng tay nhỏ, cười nói, người rốt cục thừa nhận, nam nhân của ngươi rất ưu tú sao? Lâm Chỉ Khê không nói. "Tốt, Vân Phi Dương chân thành nói, buổi đấu giá kết thúc, chúng ta thì cử hành một trận thịnh đại đính hôn lễ." Phủ thành chủ, Lâm Nhược Hiên thần sắc ngạc nhiên, nói, "Đính hôn?" "Không tệ," Vân Phi Dương nắm Lâm Chỉ Khê tay, chân thành nói, "Nhạc phụ đại nhân, chúng ta là thật tình yêu nhau, còn mời ngài thành toàn." Lâm chỉ khê lạnh lùng liếc hắn một cái. Thật tốt, Lâm Nhược Hiên thoải mái cười to. Nữ nhi cùng Vân Phi Dương vốn chính là trai tài gái sắc, hai người đính hôn, là hắn muốn nhìn nhất đến kết quả. Ban đêm, Lâm chỉ khê một thân một mình đứng ở trên thành lầu, gió mát quét, đem nàng tóc đen xáo trộn. Ai, đột nhiên, nàng nhẹ nhàng thán một tiếng, nhỉ non nói, đây chính là thiên ý sao. Mục oanh có bí mật, Lâm chỉ khê cũng có bí mật. Mà lại, bí mật này, chưa từng đối với bất kỳ người nào nhắc qua, cái kia chính là, mỗi lần thiếp đi, liền sẽ mơ tới cùng một cái tràng cảnh. Vòng xoáy khổng lồ thôn vệ hết thảy, ở phía dưới, đứng thẳng một cái hư vô mờ mịt người, cầm một bức tranh, ngay sau đó xoay người nhìn mình. chương 347, kỳ hoa lão phụ cùng lão đầu. Vũ sư đan đấu giá càng tới gần, thiết cốt thành bên trong vũ giả càng ngày càng nhiều, nhân số đã đạt tới 5 vạn trở lên, mà lại, nhân số còn tại gia tăng mãnh liệt, chắc chắn chờ bán đấu giá bắt đầu, chắc chắn sẽ phá 100 ngàn. Nhiều người, chỉ làm thành rừng chân thiếu nghiêm trọng, thôi hữu tiền tuy nhiên lại đẩy nhanh tốc độ thành lập vài tòa khách sạn, lại là hạt cát trong sa mạc. Rất nhiều vũ giả không thể không tá túc phổ thông người dân sân, cũng vì các cư dân mang đến vô cùng khách quan thu nhập. Nội thành tiệm vũ khí, đan dược phường chờ cửa hàng, sinh ý nóng nảy. Rất nhiều vũ giả vốn là chạy vũ sư đan đến, không nghĩ tới, thiết cốt thành bên trong vũ khí cùng phẩm chất đan dược cũng đều thật tốt, thậm chí so bên ngoài còn muốn tiện nghi, cho nên nhau nhau mua. Đây chính là thôi hữu tiền chỗ cao minh, Vân Phi Dương muốn đem vũ sư đan, chế tạo thành thiết cốt thành nhãn hiệu, như vậy, chính mình liền muốn mượn cơ hội này, chế tạo ra thôi ra nhãn hiệu. Phẩm chất cực tốt, giá cả tiện nghi, đây chính là thôi ra định nghĩa, có lẽ, không cần bao lâu, vũ giả tới nơi này mắt thấy, không còn là dùng vũ sư đan làm chủ, mà chính là tới đây mua số lớn tu luyện sử dụng đan dược. Tin tưởng, đến lúc đó, thiết cốt thành hội càng thêm phồn vinh. Đến từ trời nam đất bắc vũ giả tràn vào thiết cốt thành, có thể nói muôn hình muôn vẻ, so hiện nay thiên, liền đến hai cái quái nhân. Ngoài cửa thành, một tên tóc rối tung lão phụ, bóp lấy eo, trừng trong mắt, cả giận nói, hầu tam, người dám chiếm lão nương tiện nghi, có phải hay không ra lại ngứa. Nàng này thể trọng thân thể mập, nhìn qua thật giống như cái bánh bao nhân thịt. Càng biêu hãn là, tấm kia kinh năm tháng tàn phá mặt mo, trang điểm dày đặc, nhìn qua dở dở ương ương, đi ngang qua vũ giả, tùy ý chạm liếc một chút, kém chút thì có nôn mửa xúc động. Mẹ nó, dạng này lão thái bà, cũng dám chiếm tiện nghi, người nào mạnh như vậy. Mọi người thấy đi qua, chỉ thấy lão phụ chính diện, đứng đấy một cái gù lưng lão đầu, bởi vì trước mặt thể trạng biêu hán, cái sau thì lộ ra rất nhỏ bé. Lão đầu mang theo phá mũ rơm, bốc lên xuôi theo bên ngoài đè ép tóc một mảnh hoa dâm, người mặc trường quái, phía trên phá không ít lỗ, dính đầy không ít bùn đất, nhìn qua thật giống khất cái đám người nhao nhao nhíu mày, bởi vì trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thối. Lão gia hỏa này, bao nhiêu năm không có tắm rửa qua. Đi mau, đi mau, tất cả mọi người nhao nhao nắm lỗ mũi lách qua hai người, tiến vào thiết cốt thành. Lão đầu ngẩng đầu, hiển lộ ra một chương vô cùng bẩn mặt mo, hắn hắc hắc cười nói, ai bảo ngươi lớn lên khuynh quốc khuynh thành đây. Mọi người nghe vậy, kém chút ngã quỵ, nói nhảm, bà lão chật chật béo eo, làm điệu làm bộ nói, lão nương mỹ mạo, còn cần đến người cái này người phàm phu tục tử khen à. Qua, wow, vừa đi đến vũ giả, nhao nhao nôn mửa ra ngoài. Xấu như vậy lão thái bà, vậy mà như thế tự luyến, quả thực quá tàn phá nội tâm. Nhìn, bà lão che miệng cười một tiếng, uyển như thiếu nữ cười nói, bọn họ bị ta mỹ mạo cảm động. Phù phù, mọi người đều ngược lại, khóe miệng co giật. cu lưng lão đầu nhếch miệng cười nói, tại đây vạn thế đại lục, có thể xứng với ngươi, chỉ có ta hầu tam. Ngã xuống đất vũ giả nhao nhao đồng ý dạng này lão phu nhân cũng chỉ có người cái này kỳ hoa lão đầu mới có thể xứng với không ai sẽ cho ngươi đoạt bà lão lạnh lùng nói cút được rồi hầu tam tuân lệnh ngã trên mặt đất thân thể nhất chuyển lăn nhập thiết cốt thành đứng lên vũ giả thấy thế trực tiếp trợn trắng mắt lại cắm đi qua nghĩ thầm cái này là ở đó đến kỳ hoa a lão phu nhân vào thành mỗi khi đi một bước đều có một loại động đất núi giao động cảm giác phía trước vũ giả nhao nhao nhượng bộ không dám cùng chi đối mặt, sợ ép không được cái kia cỗ nôn mửa xúc động, nôn trong thành, trái với thành quy bị treo lên đánh. Bảo bối, hầu tam nằm dạp trên mặt đất, chỉ bia đá, nói thiết cốt thành quy củ không ít nha. Một tiếng này bảo bối hô vừa mềm vừa tê, để rất nhiều vũ giả lên cả người nổi ra gà, trong lòng cũng là bội phục không thôi, dạng này nữ nhân đều có thể nhìn vừa ý, người này thật sự là châu bay lên. Bà lão đi tới, nhìn một chút bia đá, cười nói tuân thủ chính là. À! Hầu Tam Siêu đứng lên, nói, nghe đồn, thiết cốt thành thành chủ, là mặt trắng nhỏ, người có phải hay không nhìn lên hắn. Bà lão mặt lạnh lấy, nói, đi ra, nói, chính mình đi ra thành. Hầu Tam tuân lệnh, theo nàng đi ra ngoài, mọi người rất ngạc nhiên, nhao nhao theo vào. Bà lão đi ra ngoài thành, một phát bắt được khô gầy lão đầu, hung hăng đem quăng bay ra đi, cũng phủi phủi tay nói, cút xa một chút, đừng để lão nương nhìn thấy ngươi. Hưu, Hầu Tam như như đạn pháo, bay về phía ngoài thành mọi người thấy thế nhao nhao chừng to mắt bởi vì lão thái bà tiện tay vung lên vậy mà đem lão đầu kiên ném ra chỉ ít trăm trượng xa thật cường đại lực cánh tay hô đột nhiên một trận gió thổi tới lão đầu xuất hiện tại lão phu nhân trước mặt quỳ trên mặt đất ôm nàng bắp đùi cầu khẩn nói bảo bối ta mới vừa nói sai lời nói ngươi thì tha thứ ta đi rất nhiều vũ giả tròng mắt kém chút chừng ra ngoài ngọa tào không nhìn lầm đi vừa bị ném ra bên ngoài trên dưới một trăm trượng lão ra hỏa nháy mắt thì xuất hiện tốc độ này đến có bao nhanh nha cường giả tuyệt đối là cường giả tiện tay ném một cái liền đem người ném ra trên dưới một trăm trượng trong chớp mắt thì theo trăm trượng khoảng cách chạy tới mọi người nhất thời kết luận hai người thực lực khẳng định là vũ vương cấp tốt a à", bà lão thản nhiên nói ta tha thứ ngươi hắc hắc hầu tam vội vàng đứng lên hết sức vẻ mặt vui cười nói bảo bối chúng ta vào thành đi đi trễ sợ không có khách sạn ở. Bà lão nói, đi thôi, hai người vào thành, bọn họ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bị dán tại giáo trường 8 tên Vũ Vương, mà chính là dọc theo đường đi, bốn phía tìm kiếm khách sạn. Trên đường người đi đường, nhao nhao vì để đường, nhỏ giọng nghị luận. Rất nhanh, hai người dừng lại, hầu tam nhếch miệng cười nói, bảo bối, chúng ta thì ở nơi này đi. Bà lão gật gật đầu, nói cũng cũng tạm được. Phụ cận người đi đường thấy thế, nhao nhao sụp đổ, bởi vì, hai người bọn họ đứng đấy địa phương là phủ thành chủ. Người đến là ai? Chấn giữ phủ thành chủ binh lính quát. Hầu Tam nói, chúng ta là đến rừng chân. Binh lính khẽ giật mình, chợt giơ tay lên, chỉ phương hướng, nói, hai vị, nơi này là phủ thành chủ, các người có thể theo con đường này đi tìm khách sạn. Không được, bà lão ngạo nghễ nói, ta cảm thấy lấy nơi này không tệ, ta muốn ở lại. Đúng đúng, Hầu Tam phụ họa nói, chúng ta muốn ở lại, tốt nhất là một gian phòng. Cút, đúng, hầu tam lại lại mặt đất lăn lên binh lính sắc mặt hơi khó coi tuy nhiên thành chủ nói qua người tới là khách muốn đối xử tốt nhưng loại này đưa ra yêu cầu vô lý liền không thể nhẫn nhưng vào lúc này lương âm theo phủ thành chủ đi tới nàng ngày bình thường tại trong quân doanh tu luyện buổi tối hội ở chỗ này ta đi hầu tam từ dưới đất đứng lên giật nhẹ bà lão góc áo thấp giọng nói bảo bối bé con này tư chất rất tốt a à? không tệ bà lão con mắt tỏa ánh sáng nói hẳn là lĩnh ngộ mộ một loại nào đó hiếm thấy hỏa trùng. Vậy còn chờ gì, hầu tam thấp giọng nói, trực tiếp đoạt đi. Ba, bà lão đánh hắn một đầu, nói nơi này là thiết cốt thành, chúng ta đến tuân thủ quy củ, đoạt cái gì đoạt. Đúng đúng, hầu tam điểm đầu, nói tuân thủ quy củ, tuân thủ quy củ. mươi 348, Vũ Hoàng cấp cường giả. Lương âm đi tới, dò hỏi, làm sao? Binh lính hành lễ, nói, lương cô nương, bọn họ muốn vào ở phủ thành chủ, ta đang chuẩn bị đuổi bọn hắn đi. Xoát, nói còn chưa dứt lời, liền gặp bà lão xuất hiện, một tay đem hắn đẩy đi ra, cười nói, nữ hoa, người tên là gì nha? Lương âm thần sắc ngạc nhiên, bà lão này, đột nhiên xuất hiện tốc độ, nhanh đến nàng không thấy được. Ách, nàng vốn có thể mở miệng, nói ta gọi lương âm. Bà lão cười nói, bao lớn, có hay không hôn phối? Sư tôn là ai? Cái này một chuỗi vấn đề, để lương âm hoảng hốt, nàng lấy lại tinh thần, lạnh lùng nói, ngươi là ai nha, ta vì cái gì nói cho ngươi. Bà lão đang muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy trong phủ thành chủ, một nam một nữ đi tới. "Mẹ ta nha, nàng Trừng to mắt, vội vàng nói, Hầu Tam, tới xem một chút." "Ừm," um, Hầu Tam đi tới, ánh mắt nhìn, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, nói "Cái này cái này." Theo phủ thành chủ đi tới, chính là Vân Phi Dương cùng Tương Cần, hai người vừa đi, một bên nghị luận 10 ngày sau tổ chức buổi đấu giá. "Ừm," um, Vân Phi Dương hình như có cảm thấy, ngẩng đầu, phát hiện ngoài cửa hai cái lão giả. Hắn đi vào trước cửa, dò hỏi, hai vị là. Xoát, đột nhiên, Hầu Tam xuất hiện tại trước mặt, khô trưởng đội lên hắn mạch đập bên trên, sợ hãi than nói thật cường đại tư chất. Ngươi, Vân Phi Dương thần sắc biến đổi, lão đầu đột nhiên xuất hiện, cũng chế trụ chính mình mạch đập, hắn linh nghiệm vậy mà không có bắt được. Xoát, bà lão xuất hiện, chế trụ hắn một cái tay khác mạch đập bên trên, mừng rỡ như điên nói cốt cách tinh kỳ linh niệm siêu phàm ha 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 hai người cùng cười to lên lên hầu tam nói bảo bối ra hỏa nhỏ như vậy thực sự quá hy hi hiếu, chúng ta nhất định phải đoạt lăn đi bà lão đem hắn đá bay ra ngoài yêu thích không buông tay nói kẻ này là ta tái mẫu đan một người ngươi lại đi tìm người khác a à, hầu tam từ dưới đất bò dậy nói chúng ta không phải đã nói à gặp được đến dạng này thiên tài cùng một chỗ bồi dưỡng ngươi không thể nói không giữ lời Cút, tái mẫu đan không nhịn được nói, thì ngươi cái kia công phu mèo ba chân, một khối ngọc thô sẽ bị ngươi đào tạo thành sắt vụn. Hầu tam không có lăn, hắn chân thành nói, bảo bối, ngươi nói như vậy, quá đau đớn ta tâm. Ai nha, tái mẫu đan thả ra vân phi dương tay, đi đến trước mặt hắn, nói ta để ngươi lăn, ngươi vậy mà không có lăn, thật sự là gan mập. Nói, hai tay khẽ chụp, bỗng nhiên dùng lực, đem lão nhân này ném ra ngoài đi. Hưu, hầu tam như như đạn pháo, hướng về trên không bắn tới ầm ầm cuối cùng hắn đâm vào phòng ngự trận pháp bên trên bị hung hăng bắn trở về cũng rơi vào trên giáo trường ném ra một cái hình người hố to ong ong trận pháp hiển hình như gợn sóng ba động mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn thấy bao phủ toàn thành trận pháp nhao nhao kinh thán không thôi đã sớm nghe nói thiết cốt thành bên trong có đại trận bao phủ bây giờ nhìn thấy toàn cảnh quả thật là trấn hám nhân tâm nha nhưng mà muốn nói rung động vẫn là vân phi dương lão thái bà này rõ ràng không vận dụng thuần linh lực chỉ là tiện tay đem lão đầu ném ra bên ngoài vậy mà trực tiếp để trận pháp hiển hình thực lực này không khỏi quá kinh khủng a à. cũng không phải vũ vương chắc chắn không phải vân phi dương vẻ mặt nghiêm túc lên hắn đã phán đoán ra lão thái bà này thực lực có lẽ đạt tới vũ hoàng cấp tổ quang phòng ngự trận tồn tại để hắn trong thành không e ngại bất luận cái gì vũ vương cấp cường giả nếu như siêu việt vũ vương đạt tới vũ hoàng cấp cấp độ này liền sẽ tương đương phiền phức. Ừm, tái mẫu đan ngẩng đầu, nhìn thấy xuất hiện trận pháp, ngạc nhiên nói trận pháp này khá quen. Không tệ, hầu tam chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt nàng, vỗ nhẹ nhẹ đi bụi đất, nghiêm túc nói có điểm giống tiêu giao hoàng kỳ môn 32 trận. Vân Phi Dương trái tim nhỏ có chút thụ thương, mới vừa rồi còn chỉ là suy đoán, bây giờ, nâng lên tiêu giao hoàng, nói ra kỳ môn 32 trận, liền có thể khẳng định, hai người này tuyệt đối là vũ hoàng cấp cường giả, Mẹ, đấu giá cái vũ sư đan, thật đúng là dẫn xuất phú hoàng, cái này cũng quá suy. Tiêu giao hoàng, tài mẫu đan ngạc nhiên nói, lão gia hỏa kia, biến mất mấy trăm năm, chẳng lẽ còn không chết, tìm tới truyền nhân. Hẳn là, hầu tam nâng cầm lên, nói, nghe nói, tên kia một mực đang tìm có thể kế thừa hắn y bát linh niệm siêu phàm người, tiểu tử này, rõ ràng phù hợp yêu cầu. Tài mẫu đan nói, nói như vậy, hắn sư tôn là tiêu giao hoàng, Hầu Tam chỉ dần dần quy về trong suốt tụ quang phòng ngựa trận, nói có thể bố trí ra kỳ môn 32 trận, lại dung nhập hai loại khác, trận pháp tạo nghệ như thế, hoàn toàn không cần cân nhắc, khẳng định là tiêu giao hoàng truyền nhân. Tiểu tử, tái mẫu đan chân thành nói tiêu giao hoàng là gì của ngươi? Nàng chưa từ bỏ ý định, còn muốn chứng thực một phen. Cái này, bẫy liên hoàn liên hoàn trận pháp đều bị nhìn xuyên, Vân Phi Dương chỉ có thể chắp tay, nói hai vị tiền bối thực không dám giấu giếm, tiêu giao hoàng là sư tôn ta. Hắn cũng không có bái sư, chỉ là kế thừa y bát. Nhưng là, ở trong lúc mấu chốt này, đối mặt hai tên vũ hoàng, nhất định phải tìm đẳng cấp đồng cường giả làm chỗ dựa, tiêu giao hoàng hiển nhiên là thích hợp nhất. Nói như thế, có lẽ đối với phương hội kiêng kỵ, sẽ không ở thiết cốt thành làm loạn. Nhưng mà, hắn như thế thổi, đứng ở bên cạnh lương âm cùng tương cần lại là thần sắc ngốc trệ, hai người còn là lần đầu tiên nghe nói, Vân Phi Dương có sư tôn, vẫn là đã từng hiển hách một thời tiêu giao hoàng. Tương cần trong lòng nỉ non, khó trách hội bố trí ra như thế nghịch thiên đại trận. Nàng mặc dù không phải đông lăng quận người địa phương, nhưng đối với ngàn năm trước tiêu giao hoàng cũng cũng có nghe qua, gã cường giả kia đối với trận pháp lý giải, tại đại lục chưa có người có thể siêu việt. Trước đây không lâu, lăng mộ xuất thế, hắn hẳn là ở thời điểm này, thành tiêu giao hoàng cách đời đồ đệ đi. Lương âm cũng trầm mặc, tên này khó trách sẽ mạnh như vậy, nguyên lai sư tôn là tiêu giao hoàng. Ai, tái mẫu đan đạt được đáp án, thở dài, ra tay chậm, bị tiêu giao hoàng kiếm cái tốt. Hầu Tam cũng là vẻ mặt đau khổ, hai người đạt được đáp án về sau, có thể nói vạn phần uể oải. Hầu Tam bất đắc dĩ nói, bảo bối, chúng ta trong thành đi bộ một chút, nếu như không có gì ra dáng hậu bối, thì đổi một tòa thành nhìn xem, trời không phụ người có lòng, cuối cùng có một ngày, chúng ta có thể tìm được so tên này ưu tú hơn. Vân Phi Dương khẽ giật mình, chẳng lẽ, hai cái này cao nhân, không phải vì vũ sư đan mà đến. tái mẫu đan nói, đi thôi. hai người xoay người rời đi, cũng không vào ở tính toán. chậm rãi, vân phi dương vội vàng trở đạo. hai vị tiền bối đã đến thiết cốt thành, thân là thành chủ ta, tự nhiên thật tốt chiêu đãi. nói đùa, hai cái vũ hoàng cấp cường giả đã không phải vì vũ sư đan mà đến, sao có thể để bọn hắn đi? tái mẫu đan quay người nói, nguyên lai người chính là vân phi dương. thiếu niên thành chủ, bọn họ nghe nói qua. Bất quá, một nghĩ tới tên này là tiêu giao hoàng truyền nhân, hai người nhất thời càng thêm đau lòng. Vân Phi Dương nhìn mặt mà nói chuyện, từ đó suy đoán ra, hai người có lẽ đang tìm kiếm thiên tư bất phàm người thừa kế, như vậy, cơ hội như vậy, nhất định phải thật tốt diễn một chút. Ai, hắn thở dài một tiếng, hốc mắt ướt át nói tiêu giao hoàng truyền ta y bát, ta Vân Phi Dương bởi vậy thu hoạch được cơ duyên, tuy nhiên lão nhân gia ông ta không có thu ta làm đồ đệ, lại trong lòng ta ân trọng như sư. Diễn kỹ này, tuyệt. Quể hoài hai người nghe vậy, lại là mừng rỡ không thôi. Nguyên lai tiêu giao hoàng không thu tiểu tử này làm đồ đệ, là chính hắn đem coi như sư tôn. Xoát, hai người đem Vân Phi Dương dựng lên đến, đi ra phía ngoài nói tiểu tử, đi đi, chúng ta ăn cơm. mươi 349, có tư cách làm sư tôn ta hay không? Thiết cốt thành cũng có thành phong lâu chi nhánh, cấp bậc còn cao hơn đông lăng thành. Giờ phút này, thượng đẳng nhất trong xương phòng, Vân Phi Dương đang vì hầu tam cùng tái mẫu đan rót rượu, cũng cười nói, hai vị tiền bối, mời nếm thử đông lăng quận thanh phong tử. Tuy nhiên phàm giới vũ hoàng, trước kia trong mắt của hắn không tính là gì, nhưng bây giờ thần cách không có triệt để khôi phục, tu vi chỉ có võ tông trung kỳ, cường giả như thế còn cần thật tốt kết giao. Ân, hai người rất có phong phạm gật gật đầu, đem rượu uống cạn. Rượu là không tệ, nhưng hai người nhưng là không có tâm tình gì nhấm nháp, ánh mắt thủy chung đánh giá vân phi dương, càng xem càng ưa thích, càng xem càng muốn cướp đi. Hầu Tam vỗ bàn một cái, nói tiểu tử, theo chúng ta đi. Bành, tái mẫu đan một chân đem hắn đá văng ra, nói, là theo chân ta đi, người tử lão đầu này không có tư cách bồi dưỡng dạng này ngọc thô. Hầu tam ngã trên mặt đất, nói tốt tốt, đi theo ngươi, ta đi theo các ngươi đằng sau. Lan, xoát xoát, hầu tam lúc này tại trong xương phòng lăn lên, vân phi dương khóe miệng kịch liệt run rẩy hai người này quả thực thì là một đôi tên dở hơi, bất quá, ca thích nhất loại người này. Tại rất nhiều vũ giả trong mắt, cường giả nên có cường giả phong phạm nhưng là vân phi dương lại khiến mũi coi thường hắn thấy vô luận phàm giới vẫn là thần giới vô luận bình thường người vẫn là thần đều cần phải tùy tính mà làm cả ngày bày làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ giáng còn sống không mệt mỏi sao cũng chính là loại tâm tính này tại thần giới thì ưa thích đi trộm đi khi dễ những nói đó diện mạo trang nghiêm thần hầu tam cùng tái mẫu đan không có loại kia cường giả phong phạm rất đối với hắn khẩu vị Vân Phi Dương đảo lại Tửu cười nói, hai vị tiền bối, ta nhưng là thiết cốt thành thành chủ, sao có thể tùy tiện đi với các người đâu, không bằng như vậy đi, các người ngay tại thiết cốt thành ở lại. Ở lại, tái mẫu đàn hơi hơi trầm ngâm, nói, điều này cũng rất không tệ. Hầu Tam quay lại đây, ôm nàng bắp đùi, nhếch miệng cười nói, ta là cảm thấy cũng không tệ. Lại chiếm lão nương tiện nghi, tái mẫu đàn đứng lên, nâng chân hung hăng đạp lên, nếu như không phải nắm lấy phân tắc, chỉ sợ một chân đi xuống, thanh phong lâu liền phải vỡ nát. Mất một lúc, hầu tam liền bị ngược mặt mũi bầm dập, hắn bụng mặt nói, bảo bối, ngươi lần này ra tay nhẹ, không có trước kia thoải mái nha. Vân Phi Dương lộn xộn, tên này, chẳng lẽ có không bị ngược thì không thoải mái bệnh sao? Tái mẫu đan ngồi xuống, cười nói tiểu tử, tiêu giao hoàng đã không có thu ngươi làm đồ, như vậy, cũng chính là tự do thân, muốn hay không cân nhắc làm lão nương đồ đệ. Rốt cục nói chính để sao? Vân Phi Dương giả bộ xoắn suýt, sau đó yếu ớt hỏi tiền bối có tư cách làm sư tôn ta hay không đâu nếu như ngoại nhân nghe được khẳng định sẽ xông lên đem hắn tươi sống bóp chết vũ hoàng cấp a thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cường giả người nhà lại còn ghét bỏ người ta có không có tư cách ba tái mẫu đan nhất trưởng đánh trên bàn tức giận nói lão nương không có tư cách hầu tam đứng lên cả giận nói tiểu tử người biết nàng là ai chăng người biết có bao nhiêu ngày tài tuấn kiệt nằm mộng cũng nhớ bái nhập nàng môn hạ sao lăn đi tái mẫu đan một bàn tay đem hầu tam đánh bay ra ngoài chỉ vân phi dương nói tiểu tử người có gan dám nghi vấn lão nương có không có tư cách cái này vân phi dương hơi hơi trầm ngâm nói tiền bối thực không dám giấu giếm đã từng có một tên cường giả muốn thu ta làm đồ đệ bị ta cự tuyệt qua ồ tái mẫu đan ngạc nhiên nói là ai vân phi dương lắc đầu nói tên hắn ta không biết chỉ nghe nói hắn tôn xưng là nhà nhân thánh cái gì Tái mẫu đan cùng hầu tam trừng to mắt, dám ở vạn thế đại lục xưng thánh, khẳng định cũng là vũ thánh cấp cường giả. Không đúng, trong lòng hai người lẩm bẩm nếu là vũ thánh, tại sao trên giang hồ, chưa nghe nói qua nhân vật này? Chẳng lẽ là ẩn cư cao nhân? Không sai, đã lấy nhà nhân đến làm thánh hào, khẳng định chính là như vậy. Đã muốn thu tiểu tử này làm đồ đệ, hiển nhiên cũng giống như mình, coi trọng tiểu tử này tư chất. Hai cái lão gia hòa tại phỏng đoán, kỳ thực không biết, nhà nhân thánh là vân phi dương bịa ra, vạn thế đại lục căn bản là không có nhân vật tên thế này. Thôi thôi, dù sao lại không thu thuế, tái mẫu đàn cười nói, tiểu tử, người vẫn rất vinh váo, vũ thánh cấp đều không đủ tư cách làm ngươi sư tôn, chẳng lẽ còn đến vũ thần sao? Vân phi dương lắc đầu, nói, vãn bối chỉ là cảm thấy, tìm sư tôn sự việc thần thánh như thế, không có thể tùy ý quyết định, nhất định phải nhìn có hợp hay không. Không tệ, hầu tam đồng ý nói, ta cũng cho rằng như vậy. Lăn đi, Tái mẫu đàn đem hắn đánh bay, nói, người cảm thấy, lão nương làm ngươi sư tôn, có hợp hay không? Ta là cảm thấy, két, Diệp Nam tu sông tới, vội vàng hấp tấp nói, lão đại, không tốt, Long hổ thành thành chủ giết tới, còn mang theo một cái người chim. Người chim, Vân Phi Dương khẽ giật mình, tái mẫu đàn cùng hầu tam cũng có chút mộng, tại đại lục lăn lộn lâu như vậy, còn lần đầu tiên nghe nói người chim, đây là vật gì? Thiết cốt thành bên ngoài, một đầu thể trạng to lớn đại bàng huy động cánh, Cuốn lên từng đợt cuồng phong, trên lưng, đứng đấy một tên Ngọc Thụ Lâm phong thiếu niên. Tổ Long Thành, Long Trấn Vũ, Diệp Nam Tu trong miệng nói tới người chim, cưới người chim. Ta đi, người kia là ai nha, vậy mà cưới một đầu phi cầm hung thú. Không tầm thường nha, chuẩn bị vào thành vũ giả, nhao nhao trấn kinh. Tại vạn thế đại lục, khó khăn nhất thuần phục, cũng là loại này bay lượn bầu trời hung thú, thiếu niên đứng ở phía trên, nguy nhưng bất động, thực lực tất nhiên mạnh mẽ. À! có người chỉ chỗ cửa thành nói đây không phải là long hổ thành tôn thành chủ sao chẳng lẽ là tới tìm thù có náo nhiệt nhìn tám tên vũ vương bị giam tôn thành chủ lần này đến đây khẳng định là báo thù cái kia cưỡi ưng thiếu niên có lẽ cũng là mời tới người giúp đỡ đi đại gia hỏa nghị luận lên tôn thừa ứng nghe được bọn họ nói biểu lộ rất ngạo nghễ bản thành chủ mời tới người giúp đỡ nhưng là thập nhị tinh thành trì long ra ba đời bên trong mạnh nhất dòng chính nói ra có thể hay không hoảng sợ chết các ngươi. Xoát, Long Trấn Vũ theo lưng chim ưng phía trên nhảy xuống, rơi ở trước cửa thành, Hắc Vũ Lăng ưng còn hóa thành mini hình thái, nhẹ nhàng rơi vào trên bả vai hắn. Mọi người đều kinh hãi, lớn như vậy ưng thú, lại còn sẽ thay đổi nhỏ, đây cũng quá khoa trương a. Long Trấn Vũ cười nói, tôn thành chủ, đây chính là thiết cốt thành. Tôn thừa ứng vội vàng khom lưng, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, không tệ. Mọi người có chút mộng, Ngô Tinh thành trì thành chủ, vậy mà đối một thiếu niên như thế khúm núm, thân phận khả năng không tầm thường a." À. Long Chấn Vũ nhìn về phía nội thành, ánh mắt thấu phát ánh sáng, phảng phất xuyên thấu hết thảy, nói, "Có phòng ngự trận pháp tồn tại, còn ẩn chứa hai loại khác, là gọi là Vân Phi Dương thành chủ, sáng tạo ra tới sao?" Người này vậy mà liếc một chút nhìn ra bẫy liên hoàn liên tục đại trận. "Còn có hai loại khác, tôn thừa ứng tâm thần chấn kinh, bao phủ một tòa thành liền đầy đủ khoa trương, lại còn tồn tại hắn trận pháp." đến cùng làm sao làm được. Long Trấn Vũ nói, thật nghĩ nhanh hội biết cái này đông lăng quận đệ nhất thiên tài. chương 350, chúng ta đánh một trận, có quan hệ Vân Phi Dương sử tích, Long Trấn Vũ tại tổ Long Thành không nghe nói, dù sao, tin tức cũng chỉ tại đông nam khu vực truyền lại, còn lưu truyền không đến cảng châu cao tinh thành trì. Bất quá, đường đi bên trên, ngẫu nhiên tại thành trì dạo chơi, hắn cũng tự nhiên vô cùng theo vũ giả trong miệng biết được. Một người giết vào 300.000 quân doanh, lấy sức một mình, giữ vững thiết cốt thành, bị phong thiếu niên thành chủ. Long Trấn Vũ rất chờ mong, cùng dạng này thiên tài so chiêu, nếu như là cái cô gái xinh đẹp, thì không còn gì tốt hơn. Ừm, đột nhiên, thần sắc hắn ngốc trệ, bởi vì trên cổng thành xuất hiện một cái cô gái xinh đẹp. Long Trấn Vũ khuôn mặt anh Tuấn gỏ má, trở nên đỏ thông, si ngốc nói, trên đời này, lại có đáng yêu như thế nữ hài, trái tim nhảy thật nhanh. Xoát, hắn bay lên, đình trệ tại cùng thành lâu ngang hàng cao độ, xấu hổ xông cô bé kia cười nói, cô nương, xin hỏi quý danh. Vũ vương, ngoài thành vũ giả, quá sợ hãi, đình trệ giữa không chung, tùy ý tự nhiên, không hề nghi ngờ, lòng trấn vũ tu vi, đã đạt tới vũ vương cấp. Sao, làm sao có thể, kẻ này, theo tuổi tác đến xem, nhiều nhất chỉ là 20, vậy mà đạt tới vũ vương, hắn là tu luyện thế nào? Trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn, lấy ở độ tuổi này đột phá đến vũ vương cấp, đối bọn hắn tới nói, quả thực là không dám tưởng tượng sự việc. Tôn thừa ứng một mặt bình tĩnh, Long gia mạnh nhất đời thứ ba dòng chính, vạn thế đại lục thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, ba năm sau thiên tài thi đấu, quan quân bảng đại đứng đầu, đột phá vũ vương, là một kiện rất bình thường sự việc. Thấy không, đây mới là thiên tài đứng đầu, giống vân phi dương loại kia nửa đường giết ra mau đầu tiểu tử, tại người ta trước mặt, cũng là một tên nhà quê, cũng là một cái rác rưởi. Tên này cũng là ưỡn đến mức sắt, bưng lấy Long chấn vũ, còn muốn tổn hại lấy Vân Phi Dương. Lương âm rất phiền muộn, sáng sớm lên, tại phủ thành chủ đụng phải cái kỳ hoa lão thái bà, hỏi ý kiến hỏi mình tên, thật vất vả tránh đi, đến thành lâu giải sầu một chút, kết quả lại đụng phải một cái. a à, nàng gần như sụp đổ cả giận nói, ta có phải hay không muốn tại chán rán lên tên, các người mới sẽ không hỏi. Long trấn vô tâm thần run rẩy nỉ non nói, nàng tức giận bộ dáng thật đẹp nha. Xoát, hắn nhẹ nhàng cất bước, dung nhập trong trận pháp, đứng ở trên thành lầu, rất có lễ phép nói, cô nương, ta có phải hay không mạo muội thực sự thật xin lỗi. Lương âm cả kinh nói, ngươi, ngươi làm sao tiến đến, tụ quang phòng ngự trận bao phủ toàn thành, trừ ngoài cửa thành, người khác căn bản không có khả năng từ bên ngoài sông tới nha. Long Trấn vũ gãi gãi đầu, thẹn thùng giải thích nói, phá vỡ. Phá, phá vỡ, lương âm hoa dung thất sắc, uy lực có thể so với vũ vương cấp đạn pháo đều khó mạo anh mở, một cái tuổi không khác mình là mấy thiếu niên, vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy xông tới đúng thế long trấn vũ đi về phía trước một bộ cười nói có phải hay không hù đến cô nương thực sự rất xin lỗi tên này vẫn rất nho nhã lễ độ lương âm vội vàng lui lại một bộ người sợ ta sao long trấn vũ lại đi về phía trước hai bước bất quá đã thấy một người cản ở nửa đường đó là cái rất lười biếng nam nhân quanh thân tràn ngập một cỗ cổ quái khí tức xác thực nói cho người ta rất giả vờ cảm giác thiết cốt thành có thể có loại khí tức này người hiển nhiên chỉ có la mục hắn ngăn tại long trấn vũ trước mặt khiêu mi nói có chuyện đứng tại chỗ nói khác áp sát như thế tại la gia tên này nhận vân phi dương vì lão đại ngày thường mặc dù không có biểu hiện ra ngoài nhưng nội tâm vẫn là thừa nhận lương âm là tên kia nữ nhân tự nhiên không thể để cho người khác theo sát đi tới long trấn vũ nói ngươi là vân phi dương phi la mục ưỡn ngực nói nghe kỹ lão tử là la mục đông lăng quận đệ nhị thiên tài Long Trấn Vũ cười nói, chưa từng nghe qua. Không sao, là Mục nắm nắm tay, cười lạnh nói, người hôm nay liền nghe nói, hơn nữa, còn là khắc cốt ghi tâm. Xoát đột nhiên, hắn nâng quyền đập tới, võ tông sơ kỳ tu vi bạo phát, ẩn chứa 20 trọng thuần linh lực. Nhập ngũ khảo hạch trước, hắn tu vi cũng mới võ tông sơ kỳ, ngắn ngủi 2 tháng, thì đạt tới võ tông sơ kỳ, cũng nắm giữ siêu nhiên phổ thông võ tông gấp đôi bạo phát lực, phần này trưởng thành, quả nhiên khủng bố. Nhưng mà, Long Trấn Vũ lại là vung tay lên, nhẹ nhõm chế trụ hắn ngón tay, cười nói, người quá yếu, không phải đối thủ của ta. Ngươi, là một thần sắc hãi nhiên, bị người này trói buộc về sau, hắn cảm giác được một cỗ bàng bạc lực lược, làm được bản thân khó có thể động đậy, cái loại cảm giác này, tại cùng thế hệ bên trong, chỉ có Vân Phi Dương có thể làm được. Ngoà tào, đi ra trang cái bức, đụng phải tấm sắt, mệnh ta thế nào cứ như vậy suy đây, mang theo phần này sụp đổ, hắn bị Long Trấn Vũ hời hợt ném ra bên ngoài, sau cùng phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Đông lăng quận đệ nhị thiên tài yếu như vậy, cái kia đệ nhất thiên tài hẳn là cũng sẽ không quá mạnh. Long Trấn Vũ lắc đầu, vậy nhưng chưa hẳn, đột nhiên, thành lâu bậc thang truyền đến thanh âm, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bạch y tung bay nữ nhân đi tới, cái kia lãnh ngạo khuôn mặt, uyển chuyển dáng người, mỗi khi đi một bước, đều là như vậy thanh nhã thoát tục. Long Trấn Vũ mộng, thời khắc đó, hắn phảng phất nhìn thấy một cái hạ phàm tiên nữ, trái tim nhận mãnh liệt kích thích bỗng nhiên đình trệ nhảy lên người là vân phi dương long chấn vũ che ngực thẹn thùng nói quả nhiên cùng ta muốn một dạng là một cái mỹ nhân tuyệt sắc lâm chỉ khê thần sắc khẽ giật mình lương âm cũng là trừng to mắt chợt che miệng cười rộ lên lại có người đem tên kia coi như mỹ nữ đây là khen hắn vẫn là tại tổn hại hắn vân phi dương theo bậc thang đi tới nguyên lai lâm chỉ khê đi ở phía trước hắn đi ở phía sau để long chấn vũ hiểu lầm Dựa vào, Vân Đại Tiện Thần nói, người mới là mỹ nhân Việt sắc. Ca đẹp trai như thế Dương Cương, như thế nam nhân vị, có thể dùng rất nhiều từ ngữ để hình dung, hết lần này tới lần khác dùng như thế từ ngữ hình dung, là đang ghen tị sao. Ừm, Long Trấn Vũ khẽ giật mình, giống như ý thức được chính mình hiểu lầm, hắn rất xin lỗi nói ta nghe lầm. Ngươi là ai? Vân Phi Dương tức giận nói, tâm lý lại cực kỳ cẩn thận, dù sao, nhẹ nhóm phá mất trận pháp dung nhập bên trong, người này linh niệm cũng không yếu hơn mình. Long chấn vũ cười nói, Tổ Long Thành, Long chấn vũ. Âm thanh khác rất bình thản, lại truyền lại tại toàn bộ thiết cốt thành. Nội thành, ngoài thành vũ giả, đều tại chú ý phía trên, coi bọn hắn nghe vậy, sắc mặt hãi nhiên đại biến, Tổ Long Thành lại là như sấm bên tai. 10. Thập nhị tinh thành trì, Long ra dòng chính, mẹ ta nha, chẳng lẽ là đại lục đệ nhất thiên tài, quan quân bảng đứng đầu bảng. Mọi người kém chút không có đứng vững, ngã trên mặt đất. Tổ Long Thành bá chủ. Cũng là Long Gia, người đến lại là đời thứ ba thiên tài. Đây quả thực là thân phận tôn quý a Tổ Long Thành, đại lục đệ nhất thiên tài. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Cái này Thành Trì hắn nghe nói qua. Dù sao, hứa hẹn qua, muốn rèn đúc ra thập nhị tinh Thành Trì. Tự nhiên phải có cái so sánh vật. Vậy mà, còn mang theo đại lục đệ nhất thiên tài danh hiệu. Xem ra vẫn rất không tầm thường. Hắn cười nói, đến ta thiết cốt Thành, có gì muốn làm. Long Trấn Vũ cười nói, chúng ta đánh một trận chương 351, đối thủ mạnh mẽ, huyết dịch sôi trào. Long Trấn Vũ xuất hiện tại Thiết Cốt Thành, Vũ giả quá sợ hãi, khi hắn nói ra chúng ta tới đánh một trận, càng làm cho mọi người ngây ra như phỗng. Đại lục đệ nhất thiên tài, Tổ Long thành tương lai thành chủ, vậy mà cách xa vạn lý, đến cùng Vân Phi Dương quyết đấu. Ta thiên, cái này là bực nào vinh hạnh, Long Trấn Vũ danh hiệu quá mạnh, mọi người nhao nhao hâm mộ Vân Phi Dương, có thể kinh động thiên tài như thế đến giao đấu, Đương nhiên, tất cả mọi người nhận định, đối mặt đại lục đệ nhất thiên tài, Vân Phi Dương sẽ bị ngược rất thảm, nếu như là chính mình lời nói, khẳng định cự tuyệt ứng chiến, địa vị cùng thực lực to lớn cách xa, không ai sẽ châm biếm. Có thể, Vân Phi Dương cười nói, mời ra thành nhất chiến. Đáp ứng, mọi người nhao nhao mắt trợn tròn, đây chính là đại lục đệ nhất thiên tài, thập nhị tinh thành chỉ tương lai thành chủ, tiểu tử này đầu óc có phải hay không có vấn đề, vẫn là coi là tới 30 vạn đại quân, giam 8 tên vũ vương thì vinh váo trùng thiên. Được, Long Chấn Vũ nhìn về phía Lương Âm, lại nhìn về phía Lâm Chỉ Khê, ôn tồn lễ độ cười một tiếng, đi qua trận Pháp, tiêu sái nhảy ra ngoài. Vân Phi Dương trong con người hiện lên lạnh lùng, nhưng vẫn là đi đến Lam Mục trước mặt, bắt hắn lại tay phải, đem kéo lên, nói, không có sao chứ. Không có, Lam Mục vừa nói một chữ, thần sắc hãi nhiên đại biến, bởi vì, đoạn thời gian trước vừa mới ngưng tụ kỳ quái lực lượng, đang bị cưỡng ép hấp thu. Vân Phi Dương bạo phát thần lực oanh sát 10.000 binh lính, kích phát lương âm đầu thứ nhất thần cách văn tuyến, tại tụ linh trận điều dưỡng La Mục, cũng bị kích phát. Lúc đó tên kia, rất hưng phấn, bởi vì cánh tay phải ngưng tụ ra lực lượng rất khủng bố, một khi thi triển đi ra, tuyệt đối có thể đánh Vân Phi Dương. Bi kịch là, hình thành một chút xíu thần lực, lại bị tên kia trực tiếp hấp thu đi, một điểm không có để lại. Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai hắn, nói đây là ta thiếu ngươi. La Mục kém chút khóc cực khổ ngưng tụ ra một cỗ không biết là năng lượng gì, liền bị cứng như vậy xinh xinh cho hút đi, chính mình còn thế nào ngược hắn. Thiết cốt thành bên ngoài, tràn ngập phong linh oán khí trên chiến trường, Long Trấn Vũ đứng ở đó, có thể nói phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang. Vân Phi Dương đứng tại hắn mặt đối lập, cánh tay phải thần văn, như ẩn như hiện. Đem la một bên trong thân thể một tia thần lực sau khi hấp thu, hắn thần cách văn tuyến được bổ sung, mạnh nhất át chủ bài đã khôi phục nhìn ra được đối mặt long trấn vũ dạng này thiên tài vân phi dương cũng hiểu rõ muốn đánh bại hắn có lẽ cần phải vận dụng mạnh nhất át chủ bài tiểu tử tôn thừa ứng đứng ở đằng xa tâm lý cười lạnh nói dám cùng long thiếu ra dạng này thiên tài giao đấu thật là sống đến không kiên nhẫn như thế cũng tốt đợi người bị trọng thương đấu giá liền sẽ không tiến hành đến lúc đó bản thành chủ liền có thể xuất binh đưa người lãnh địa dẫm đạp nát để ngươi hiểu rõ đắc tội ta long hổ thành hạ tràng nghĩ tới đây Tôn thành chủ nụ cười trên mặt càng ngày càng thịt, giống như đã nghĩ đến tên kia bị Long Trấn Vũ đánh tan lúc, hiện ra bất lực thần sắc, nghĩ đến, chính mình binh lính đạp nát thành trì, cái kia phần sợ hãi thần sắc. Nơi xa, rất nhiều vũ giả tụ tập, trước tới tham gia đấu giá các đại gia tộc cũng đều đứng tại trên tường thành, nhao nhao tự mình nghị luận. 12 tinh tổ Long thành Long Trấn Vũ, cường đại như thế thiên tài, như thế nào tới này loại thâm sơn cùng cốc địa phương. Vân thành chủ, muốn bị ngược, Long Chấn Vũ là 3 năm sau thiên tài thi đấu vô địch đứng đầu, đang nhìn nhìn Vân Phi Dương, mới vừa vặn có chút danh khí, cùng dạng này thiên tài so ra, quả thực cũng là một cái ở trên trời, một cái tại đất. Rất nhiều vũ giả không coi trọng Vân Phi Dương, cũng là tình có thể hiểu. Vạn thế đại lục nhân khẩu vô cùng to lớn, thiếu niên vũ giả số lượng, như hàng bờ sông cắt mịn, đếm mãi không hết, có thể từ đó trổ hết tài năng, thu hoạch được đệ nhất thiên tài danh hiệu, cũng không phải thổi ra. Nếu như Vân Phi Dương có thể chiến thắng dạng này đối thủ, chẳng khác nào tại cùng thế hệ bên trong vô địch, chỉ có ngu ngốc mới sẽ tin tưởng, hắn có thể chiến thắng Long Trấn Vũ. Trên thực tế, Vân Phi Dương hiện tại cũng rất cẩn thận, bởi vì Long Chấn Vũ không có bạo phát ra cái gì khí tràng, nhưng trong lúc vô hình phát ra khí tức, để hắn khó có thể phán định, chính mình có thể hay không chiến thắng hắn. Loại cảm giác này, dù là năm đó mạnh hơn chính mình một cái đại cảnh giới trương hằng, đều không từng xuất hiện. Đây chính là phàm giới thiên tài sao. Vân Phi Dương nói thầm, quả nhiên, không có khiến ta thất vọng. Tiếp trước chiến thần, thực chất bên trong là hiếu chiến. Hắn khát vọng đụng phải thế lực ngang nhau đối thủ, như thế, mới có thể thoải mái lâm ly đánh một trận, mà không phải đem đối thủ miểu sát, bởi vì, thực sự quá không có ý nghĩa. Đột nhiên, Vân Phi Dương cười, máu trong cơ thể đang sôi trào, chân áp phản năm, trọng sinh đến nay, Vân Phi Dương lần thứ nhất huyết dịch sôi trào, lần thứ nhất có chân chính chiến đấu dục vọng, theo huyết dịch sôi trào, quanh thân hiện ra mắt thường không cách nào nhìn thấy khí tức. Dùng vạn thế đại lục từ để hình dung, đây là chiến cảnh. Dùng thần giới từ để hình dung, cái này là chiến thần đồ ma cảnh. Chưa chiến, liền tiến vào cảnh giới. Toàn bộ vạn thế đại lục, ai có thể làm được? Phát giác được lạnh lùng chiến ý, Long Trấn Vũ ngạc nhiên nói, người thật giống như rất mạnh. Vân Phi Dương nhìn không thấu hắn, hắn cũng nhìn không thấu Vân Phi Dương, đồng dạng cảm giác được, muốn thắng được, có thể sẽ rất phiền phức, Loại cảm giác này, chỉ có đối mặt những thập tinh đó, 11 ngôi sao cùng thế hệ vũ giả mới có thể xuất hiện. Không nghĩ tới, Đông Nam khu vực lại sẽ có dạng này thiên tài, xem ra, lần này phụng phụ thân chi mệnh là đến đúng. Long trấn Vũ con người lóe ra nghiêm túc, không có chút nào xem thường, nghiêm chỉnh đem coi như chân chính đối thủ đến đối đãi, quanh thân cũng hiện ra kỳ quái khí tức. Ừm, Vân Phi Dương ngạc nhiên, hắn theo khí tức bên trong bắt được một tia long uy tồn tại, chẳng lẽ kẻ này là long tộc hậu nhân? Long tộc là thần giới một cái khác tộc quần, không giống với thần tộc, ma tộc, yêu tộc, long tộc nhân miệng cực kỳ thưa thớt, trong tộc đứng đầu cường giả, thậm chí không kém gì thần quân cấp thần, mà lại, nghe nói, đã từng long tộc vương giả, suýt nữa dung chuyển đế quân thiên thần chủ chi vị. Nếu như là long tộc hậu nhân, một trận chiến này thì thú vị. Vân Phi Dương cười, đã từng hắn, tại thần giới vừa mới quật khởi, thần tộc từng cùng long tộc từng có một lần thiên tài ở giữa quyết đấu, khi đó, hắn từng chủ động xin đi giết giặc, kết quả bị không để ý tới. Thần tộc phương diện thì bị long tộc thiên tài đánh mặt mày xám xịt, lấy bại hoàn toàn kết thúc. Bây giờ, trọng sinh lại đến, thần cách vỡ vụn, so như phàm nhân, đối mặt nắm giữ long tộc huyết mạch thiên tài, tương đương với tại một cái mức độ bên trên. Chính mình muốn đền bù kiếp trước tiếc nuối, dùng thực lực chứng minh cho đám kia chết đi lũ hỗn đản nhìn, năm đó không có phái lão tử ra sân, là một kiện cỡ nào ngu xuẩn quyết định biện pháp hai người đứng trên chiến trường, tuy nhiên chưa xuất thủ, lại nhao nhao ngưng tụ ra chiến ý, loại kia bầu không khí ngưng tụ giữa không chung, trôi hướng thiết cốt thành, làm mọi người không rét mà run. Đột nhiên, bọn họ phảng phất cảm giác, cái kia không còn là hai người thiếu niên, mà chính là hai cái đỉnh tiêm cao thủ, có lẽ, một giây sau, liền sẽ bày biện ra đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Nguyên man bất định tôn thừa ứng mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ đông lăng quật, sẽ xuất hiện dạng này thiên tài, đứng tại đại lục đệ nhất thiên tài trước mặt, không những không có tự ti mặc cảm, ngược lại bộc phát ra không kém gì hơi thở đối phương. chương 352, Vân Phi Dương vs Long chấn Vũ Vân Phi Dương đối mặt Long chấn Vũ, khi thế phía trên không hề yếu, chấn kinh quan chiến rất nhiều vũ giả, đồng dạng cũng rung động lâm nhược hiên. Nguyên bản hắn rất lo lắng Vân Phi Dương, sợ không phải Long ra dòng chính đối thủ, nhưng khi hắn xa xa nhìn thấy tên kia bóng lưng, nhìn thấy thẳng tắp sống lưng, không khỏi khẩn trương tâm tình trầm tĩnh lại. Có loại cảm giác này còn có Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm. Các nàng giống như Lâm Nhược Hiên, mới đầu rất lo lắng, nhưng bây giờ nhưng dần dần buông lỏng, phảng phất nhận định Vân Phi Dương sẽ không thua đại lục đệ nhất thiên tài. Loại cảm giác này đến rất không có đạo lý, nhưng là hết lần này tới lần khác thì quanh quẩn ở trong lòng, ném đi không được, đó là bởi vì các nàng nhận chiến thần đồ ma cảnh ảnh hưởng. Vân Phi Dương hiện tại cho người ta một loại rất cường đại hoàn toàn không kém hơn long trấn vũ cảm giác nhưng hai người đến cùng ai mạnh ai yếu chỉ có đánh nhau mới có thể thấy rõ ràng thành lâu đỉnh đầu hầu tam lập ở phía trên nhếch miệng cười nói nghe nói long hổ thành tôn gia tổ tiên tại long gia làm qua mấy đời nô bộc bây giờ mời đến long gia thiên tài kiệt xuất nhất xem ra không phải giả tái mẫu đàn cười nói vân phi dương tiểu tử này còn có thể đối mặt đương kim trên đời số một số hai thiên tài khí thế phía trên vậy mà không có thua trận Hầu Tam chỉ phía dưới, cười nói, bảo bối, ngươi có hay không cảm thấy, cái này áo trắng nữ hài, tư chất tốt giống không tệ nha. Ừm, tái mẫu đan nhìn về phía lâm chỉ khê, ngưng trọng nói, cô bé này nếu như không có kế thừa, lão nương quyết định thu. Hai cái này tên dở hơi, nhìn thấy tư chất bất phàm đều muốn. Hầu Tam kháng nghị nói, ngươi liền không thể lưu một cái cho ta không. Tái mẫu đan lạnh lùng nói, phân phi dương cho ngươi. Được, Hầu Tam xoa xoa tay, hai mắt tỏa ánh sáng, cười nói đây chính là ta tương lai đồ nhi không thể để cho long ra tiểu tử khi dễ ta phải phía trên đi giúp hắn chậm tái mẫu đan trở đạo đây là bọn họ giữa những người tuổi trẻ sự việc không đến lúc khi tối hậu trọng yếu chúng ta không cần nhúng tay hầu tam buồn nôn nói bảo bối ta nghe ngươi nói theo sát đi tới muốn chiếm tiện nghi tái mẫu đan lạnh nhạt nói muốn chết phải không hắc hắc hầu tam hết sức vẻ mặt vui cười lui về lại nghiêm túc nói bảo bối chúng ta đánh cược có được hay không tái mẫu đan liếc nhìn hắn một cái nói cái gì đánh bạc hầu tam nhếch miệng cười nói hai người chúng ta trong tay đều nắm bắt một thiên tài thi đấu dự thi danh ngạch người thu áo trắng nữ hải ta thu vân phi dương ba năm sau thi đấu người nào đồ đệ lấy cho thứ tự càng cao thì coi như người đó thắng thiên tài thi đấu danh ngạch mỗi cái quận chỉ có một cái giống bọn họ cường giả như vậy cũng sẽ có một cái là lưu cho đồ đệ nói đúng là ba năm sau thiên tài thi đấu không chỉ có các quận thiên tài, cũng sẽ có rất nhiều ẩn thế đại năng, điều động chính mình đệ tử đắc ý rời núi. Tái mẫu đan cười nói, này cũng rất thú vị. Hầu Tam liền nói, nếu như ta đổ đệ lấy cho thứ tự, sau ngươi đổ đệ cao, ngươi thì gả cho ta, ngược lại, ta không hề quấn lấy ngươi, từ đó lưu lạc chân trời, cả đời không lập gia đình. Được, tái mẫu đan đồng ý, hai cái lão gia hỏa ở chỗ này định đánh cược, giống như nhận định, Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khê sẽ đồng ý bái bọn họ vi sư đây lại nói chiến trường long trấn vũ cùng vân phi dương giữ lẫn nhau mà đứng thật lâu không có động thủ cái này nhưng là gấp hư xem chiến vũ giả bọn họ giờ phút này lòng tràn đầy chờ mong vạn thế đại lục đệ nhất thiên tài rốt cuộc mạnh cỡ nào đây sơ qua long trấn vũ mở miệng nói có thể bắt đầu sao đầu tiên chờ chút đã vân phi dương nói có thể bố trí trận pháp sao long trấn vũ nói trận đạo cùng võ đạo trăm sông đổ về một biển có gì không thể Xoát, Vân Phi Dương giật ra cánh tay phải, cầm bút ở phía trên vẽ lên đến, rất nhanh, đem Linh Nguyên trùng kích trận pháp hỏa tốt. Nơi xa vũ giả thấy thế, nhao nhao hoảng hốt, trên cánh tay bố trí ra trận pháp nhỏ như vậy, có hiệu quả gì sao? Vân Phi Dương tiện tay đem bút vứt bỏ, nắm nắm tay, tóc đen dần dần hóa thành trắng bạc, tu vi theo võ tông trung kỳ, đột phá đến Vũ Vương. Không tệ, là Vũ Vương, tên này thực từ vừa mới bắt đầu, liền có thể thi triển cấm thuật đem thực lực đề cao đến vũ vương cấp, nhưng Thủy Trung lưu lại thủ đoạn, bởi vì, đột phá vũ vương đại giới, cũng là huyết dịch thiêu đốt càng nhanh. Ừm, Long Trấn Vũ cười nói, cấm thuật sao? Tóc làm sao thay đổi? Cấm thuật, mọi người nhao nhao hoảng hốt. a à, Hầu Tam cùng tái mẫu đan cũng thật bất ngờ. Loại này đem màu tóc cải biến cấm thuật, còn là lần đầu tiên gặp. Tới đi, Vân Phi Dương song quyền một nắm, hóa thành màu trắng bạc trong mắt bên trong, lấp lóe mãnh liệt chiến ý, khi thế loại này, hào khí ngất trời, khiến cho chung quanh vũ giả, nhao nhao chấn kinh. Xoát, thủ tại Long Trấn Vũ trên vai Hắc Vũ lang ưng bay đi. Long Trấn Vũ nói, người tuy nhiên dựa vào cấm thuật tăng lên tới vũ vương cấp, nhưng vẫn không có ngự không phi hành năng lực, công bình lý do, ta sẽ chỉ trên đất bằng cùng ngươi đánh. Đánh chữ nói xong, hắn bỗng nhiên xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt, hữu trưởng vung lên, hình thành hơn 10 đạo trưởng ấn, mỗi một cái trưởng ấn, đều ẩn chứa cực mạnh thuần linh lực. Long Nguyên Trưởng, Hầu Tam nhíu mày lại, Long Nguyên trưởng là Long gia độc hữu lục phẩm bí tịch, không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này, vậy mà có thể nhất trưởng xuống tới, huyễn hóa ra nhiều như vậy, quả nhiên thiên tư cực mạnh. Đáng tiếc, cha của hắn là Long Hoàng, lại có Long gia các loại tư nguyên đắp lên, nếu không, thật nghĩ đoạt tới, cưỡng ép thu đổ đệ. Vân Phi dương như là cảm thấy được đối thủ công kích, thi triển quỷ bộ, né tránh liên miên bất việt trưởng ấn, tiếp theo, lần nữa dẫm lên huyền diệu bộ pháp, xuất hiện tại Long Trấn Vũ đằng sau ông cánh tay phải linh nguyên trùng kích trận ngưng tụ thuần linh lực bàn tay bộc phát ra hào quang óng ánh chợt phun ra mạnh mẽ lực lượng ầm ầm banh 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 trong khoảnh khắc linh lực tiếng nổ mạnh trên chiến trường vang lên đợi bụi đất tản mát vân phi dương cùng long trấn vũ đã bảo trì hơn 10 trượng khoảng cách trong bọn hắn vị trí thuần linh lực bạo phát nổ ra vô số hố sâu tôn thừa ứng ngu bê hắn thấy vân phi dương chỉ là nho nhỏ đông lăng quận ra đến thiên tài đối mặt long trấn vũ dạng này đối thủ vừa đối mặt nên bị đánh bại, nhưng là, hai người đối một chiêu, lại không phân thắng thua. Mọi người cũng là khiếp sợ không thôi, có thể cùng đại lục đệ nhất thiên tài chống lại một chiêu, cái này đã rất trâu bò. Xoát, đột nhiên, lòng chấn vũ một tay nâng lên một chút, một đầu thuần linh lực hóa thành long phóng tới bầu trời, thể tích dần dần biến lớn, ngửa đầu trường ngâm, có khí thôn sơn hà chi thế. Hầu Tam ngưng trọng nói, tiểu tử này long ngâm cửu thiên, rất có cha hắn long hoàng phong phạm, thuần linh lực sợ là muốn phá trăm trọng trở lên, không được, ta phải ngăn cản hắn, vạn nhất thương tổn đồ đệ của ta làm sao bây giờ. Hô, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đơn trưởng vung lên, bàng bạc bà thuần linh lực hóa thành một đầu cử tượng, khí thế thế mà không kém chút nào thực chất hóa long. Đây là, long tưởng chi chiến, phá, long chấn vũ quát lạnh, xoay quanh cự long bỗng nhiên kéo lấy thật dài thân thể phóng đi, Vân Phi Dương không cam lòng yếu thế, tay đẻ ép, quát, cho ta dẫm. Hô cử tượng nâng lên chân trước, đột nhiên hướng cự long dẫm đạp lên đi. Vây xem vũ giả nhao nhao nắm ở hô hấp, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhất long nhất tượng, tâm linh bị rung động thật sâu. Nhưng mà, thì ở cái này mấu chốt, ngay tại long tượng sắp chạm vào nhau một khắc này, mọi người liền gặp vị trí trung tâm, bỗng nhiên xuất hiện một tên gù lưng lão đầu. Hắn tay trái chỉ hướng long, tay phải chỉ hướng voi. Nhất kiếm phá vạn pháp, vù vù, hai đạo thực chất hóa lợi kiếm bay ra, lóe lên một cái rồi biến mất, đâm xuyên nhất long nhất tượng, băng tán khí kinh, phảng phất nhu thuận hài tử, yên tĩnh tiêu tán, không có nhắc lên cuồng bạo khí lãng. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt yên tĩnh, Long Trấn Vũ nhìn thấy lão đầu kia, cả kinh nói tứ hải kiếm đế. chương 353, tứ hải kiếm đế, mẫu đơn thánh quân. Vạn thế đại lục kiếm đạo cảnh giới vì kiếm giả, kiếm khách, kiếm sư, kiếm vương, kiếm hoàng, kiếm đế, kiếm thần. Kiếm đế cảnh giới này, đối ứng vũ thánh. Theo lý luận tới nói, kiếm đế muốn mạnh hơn vũ thánh, bởi vì kiếm giả là lấy kiếm nhập đạo, độ khó khăn cực cao, vũ giả lấy võ nhập đạo, tương đối lại càng dễ chút. Toàn bộ vạn thế đại lục, vũ giả khắp nơi trên đất đi, chân chính kiếm giả lại là cực kỳ hy hữu, mà có thể thành tựu kiếm vương, kiếm hoàng người, đã ít lại càng ít. Tứ hải kiếm đế, vân phi dương thần sắc ngạc nhiên, long chấn vũ hô lên tứ hải kiếm đế, nói cách khác, cái này đột nhiên xuất hiện, ưa thích tại tái mẫu đơn trước mặt lăn qua lăn lại lão đầu, là kiếm đạo đệ lục cảnh cấp cường giả, Vân Phi Dương có chút lộn xộn, hắn suy đoán, đối phương tu vi tại Vũ Hoàng cấp, bây giờ lại là có thể so với Vũ Thánh kiếm đế, cái này thuộc về nghiêm trọng mộ phán. Vây xem Vũ giả kém chút đứng không vững, suýt nữa tập thể ngã quỵ, trong hai con người lấp lóe chấn kinh, trong lòng nhấc lên to lớn rung động. Tứ Hải kiếm đế, cái tên này bọn họ nghe nói qua. Đó là thành danh tại hơn 1000 năm trước tuyệt đỉnh thiên tài, trước kia đối kiếm đạo lĩnh ngộ, liền đã đạt tới vô kiếm thắng hữu kiếm cảnh giới phàm nhân mỗi đột phá một cái võ đạo môn hạng, tuổi thọ sẽ đề cao, đạt tới võ đạo đệ lục cảnh, nhưng là nắm giữ đã ngoài ngàn năm thọ nguyên, nghe đồn, đệ thất cảnh cường giả, có thể đạt tới hai đã ngoài ngàn năm. Vũ giả tu luyện võ đạo, một là truy cầu võ đạo cực hạn, hai chính là hy vọng có thể nắm giữ dài hơn thọ nguyên. Ta mẹ ta nha, đây chính là vạn thế đại lục lớn nhất đứng đầu cường giả. Chúng tâm thần người rung động khó có thể hình dung, vạn thế đại lục kiếm đạo thiên tài cực thưa thớt, lấy kiếm nhập đạo, đột phá đến kiếm đế cường giả, tính được, nhiều nhất chỉ là 10 cái ngón tay. Kiếm thần càng là từ xưa đến nay, chỉ có một tên cường giả làm đến, cũng cuối cùng tại vạn chúng chú mục hạ, lấy kiếm phá vỡ hư không mà đi. Như vậy, nói cách khác, tứ hải kiếm đế, theo kiếm đạo để tính, chính là vạn thế đại lục đỉnh phong cường giả, có thể vượt qua hắn, chỉ sợ cũng chỉ có vũ thần. Ha ha ha, hầu tam cười nói, long ra tiểu tử, người còn có thể nhớ kỹ ta lão bất tử này, cũng xem là tốt long trấn vũ cười nói hầu tiền bối đã xuất hiện chắc hẳn mẫu đơn thánh quân cũng ở nơi đây đi mẫu đơn thánh quân mọi người nghe vậy hô hấp lần nữa dồn dập lên vạn thế đại lục có thể xưng nổi thánh quân lộ ra lại chính là vũ thánh mà lại bọn họ nghe nói qua mẫu đơn thánh quân đó là ngàn năm trước vạn thế đại lục đệ nhất mỹ nữ vô số cường giả quỳ nàng dưới gấu quần tứ hải kiếm đế cũng là đông đảo người ái mộ một trong đau khổ truy cầu mấy trăm năm cảm động vô số nam đồng bào vì vậy lại xưng si tình kiếm đế. Chẳng lẽ, thiết cốt thành còn ẩn giấu đi như thế đại năng? Tại mọi người chấn kinh cùng suy đoán thời khắc, hầu tam bên người trống rỗng xuất hiện một cái eo bao quát thể mập lão thái bà, nàng vén vén tóc, trang điểm dày đặc trên mặt hiện ra mỉm cười, nói, lão nương ở chỗ này. Rát, rất nhiều vũ giả nhao nhao mắt trợn tròn, đây chính là đã từng đại lục đệ nhất mỹ nữ, ngay tại đại gia hỏa nghi vấn lúc. Long Trấn Vũ chắp tay nói, vãn bối Long Trấn Vũ, gặp qua mẫu đơn thánh quân thật sự là a à, đám võ giả như bị xét đánh, chết lặng ngay tại chỗ, trái tim nhỏ tập thể vỡ nát, vạn thế đại lục đệ nhất mỹ nữ, mặc dù nắm giữ vũ thánh cấp tu vi, cũng bù không được năm tháng ăn mòn. Lâm Nhược Hiên trái tim đều nhanh ngưng đập, tứ hải kiếm đế cùng mẫu đơn thánh quân, đều là trong truyền thuyết siêu cấp cường giả, dù là năm đó tiêu giao hoàng gặp, đều muốn tự xưng vãn bối, bây giờ lại tại Đông Lăng quận xuất hiện, tuyệt đối là vinh hạnh lớn lao. Muốn nói lớn nhất sụp đổ, vẫn là Vân Phi Dương. Tên này trước đó tại thanh phong lâu khoác lác, thổi ra cái nhàn nhân thánh, bây giờ xem ra, phàm giới vũ thánh cấp tôn sưng, đều là lấy thánh quân làm hậu suyết, chính mình thổi quá sức sẹo. Hai vị tiền bối, Long Trấn Vũ khó hiểu nói, vì sao muốn ngăn cản chúng ta giao đấu. Tứ hải kiếm đế cùng mẫu đơn thánh quân tên tuổi là rất lớn, nhưng võ giả ở giữa giao đấu, cũng là phi thường thần thánh, dù là vũ thần cũng không thể tự tiện can thiệp. Hầu Tam chỉ vân phi dương, nói, hắn là đồ đệ của ta, người đem hắn làm hỏng, vậy thì làm sao có thể long trấn vũ ngạc nhiên thiết cốt thành bên trong hoàn toàn yên tĩnh trên mặt mỗi người đều hiện lên ra vẻ kinh ngạc tâm lý đang suy nghĩ cái này cái này vân phi dương là tứ hải kiếm đế đồ đệ lâm nhược hiên cũng là há to mồm chính mình người con rể tương lai này lại là kiếm đế đệ tử là có phải hay không đang nằm mơ lâm thành chủ thần sắc hoảng hốt vân phi dương là tứ hải kiếm đế đồ đệ kinh bạo tin tức nếu như truyền đi tuyệt đối oanh động toàn bộ vạn thế đại lục, bởi vì, người nào không biết, tứ hải kiếm đế tính cách phóng đáng không bị trói buộc, dù đáng giang hồ ngàn năm, một mực không có truyền nhân. Hiểu rõ, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tên này có thể lấy lực lượng một người giữ vững thiết cốt thành, khó trách dám giữ áp long hổ thành vũ vương, có một cái kiếm đế sư tôn, cái này mẹ nó, hậu trường quả thực không nên quá cứng rắn. Sao làm sao có thể, tôn thừa ứng trong mắt nhanh chừng ra ngoài hắn coi là mời đến Long Gia ba đời mạnh nhất thiên tài, là rất nhiều hậu trường, không nghĩ tới, cái này Vân Phi Dương hậu trường, so tổ Long thành Long Gia còn cường đại hơn. Xong, xong, chính mình đắc tội hắn, không phải tội tứ hải kiếm đế. Người nào không biết, những năm gần đây, tứ hải kiếm đế cùng mẫu đơn thánh quân như hình với bóng, tuy không phu thê chi thực, lại hơn hẳn phu thê, chính mình đây không phải, liên đồng đắc tội một tên vũ thánh. Tôn thừa ứng hai chân khoảng cách run rẩy lên, áp đảo vũ hoàng phía trên, gần với vũ thần siêu cấp cường giả, nhưng là tiện tay cũng có thể diệt long hổ thành tồn tại A. Tôn thành chủ nhanh hoảng sợ khóc, mọi người bị hai cái đại năng rung động, vân phi dương linh niệm tất nhiên là bắt được, hắn mỉm cười, lúc này sông hầu tam cúi đầu, thân thiết hô, sư tôn. Nói đùa, phàm giới kiếm đế, đây chính là cột trụ, chính mình không ôm, quả thực cũng là lãng phí. Thực tại thanh phong lâu, tên này liền định ôm bắp đùi. Lúc đó hắn cho rằng, phàm giới không ai có thể dạy mình cái gì, nhưng nếu như bái vũ hoàng vi sư, chẳng khác nào thêm một cái hậu trường, cái này liền có thể miễn đi không ít sự việc phiền toái. Phải biết, vô luận thần giới còn là phàm giới, hậu trường đều là rất trọng yếu. Ha ha, hầu tam cười to, nói, đồ nhi ngoan, lão đầu không kìm được vui mừng, dù sao, tìm kiếm nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được một cái hài lòng hạt giống tốt, chính mình truyền thừa cũng coi như có người kế tục. Nhưng mà, tứ hải kiếm đế sợ là sẽ không nghĩ tới, hắn cái này đồ nhi đã từng nhưng là thần, mà lại, đối kiếm đạo lý giải, đã đạt tới lấy kiếm vì tiện, tiện người chết không muốn sống. Long Trấn Vũ nói, nguyên lai vân thành chủ là tứ hải kiếm đế tiền bối đầu nhi, nhiều có đắc tội. Hầu Tam phất phất tay, không nhịn được nói, nhanh về người tổ Long Thành đi, muốn cùng đồ đệ của ta đánh, làm sao cũng phải ngay trước khắp thiên hạ vũ giả mặt đường đường đánh thẳng. Long Trấn Vũ nói, vãn bối cũng đang có ý này. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, cười nói, Vân Thành Chủ, ba năm sau thiên tài thi đấu, hy vọng chúng ta có thể đang tỷ đấu trên đài thống khoái đánh một trận. Có thể, Vân Phi Dương chân thành nói, Long Trấn vũ chắp tay nói, cáo từ, chương 354, luận hậu trường tầm quan trọng. Long Trấn vũ đi, hắn giúp tôn ra, cũng chỉ có thể giúp đến nơi đây. Bất quá, lúc rời đi sau đó, lại đem Vân Phi Dương ghi ở trong lòng, dù sao, đây là tứ hải kiếm đế đệ tử, mặc dù bây giờ rất yếu, nhưng ba năm sau, có lẽ thì hội trở nên càng thêm cường đại. Hiện tại rất yếu, Vâng, chỉ ít theo Long Trấn Vũ, Vân Phi Dương còn không phải mình đối thủ, bởi vì, vẻn vẹn hai chiêu đối bính, căn bản không có sự toàn lực. Hô, Vân Phi Dương tóc trắng dần dần hắc hóa, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là, cảnh giới nhưng trong nháy mắt rơi xuống vũ đồ. Đem cấm huyết tế thi triển đến cực hạn, đột phá đến vũ vương, mang đến cho hắn càng tài công chính hơn tác dụng. Quả nhiên, cảm giác được hắn tu vi giảm xuống, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hầu tam nói, vừa rồi loại kia trạng thái người có thể tiếp tục bao lâu? vân phi dương nói một khắc đồng hồ ai hầu tam thở dài xem ra ta xuất thủ ngăn cản là chính xác lựa chọn không phải vậy người bây giờ sợ là trọng thương vân phi dương trầm mặc nếu như dựa theo bình thường giao đấu tới nói xác thực một khắc đồng hồ thời gian rất khó giải quyết long chấn vũ đến lúc đó tu vi giảm xuống khẳng định sẽ gặp nguy hiểm hầu tam giống như đã dung nhập sư tôn nhân vật này bên trong hắn trầm giọng nói tiểu tử người cuồng điểm không có việc gì nhưng muốn làm theo khả năng long ra tiểu tử kia át chủ bài không có ra cấm thuật không có thi triển ngươi cho rằng có thể đánh bại hắn sao có thể vân phi dương tại trong lòng suy nghĩ chỉ cần tại một khắc đồng hồ thời gian bên trong nắm lấy cơ hội bạo phát thần lực đủ để đánh bại hắn chỉ là cái này muốn nhìn nắm lấy cơ hội nếu như bắt không được muốn chiến thắng hắn chỉ sợ rất khó khăn dù sao đó là chân chính vũ vương cấp trung kỳ cường giả, cao ra bản thân một cái đại cảnh giới, người mang một tia long tộc huyết mạch, còn có rất nhiều át chủ bài không có thi triển. Quá yếu, Vân Phi Dương cảm giác được, nếu như chính mình không có thần lực lá bài tẩy này, căn bản là không có cách chống lại vạn thế đại lục thiên tài chân chính. ba Hắn nắm quyền, khóe miệng bôi ra vẻ mỉm cười, tuy nhiên cùng long chấn vũ giao đấu, chỉ đánh hai chiêu, nhìn như không phân thắng thua, nhưng Vân Phi Dương nhận thức đến chính mình không đủ, muốn muốn trở nên mạnh hơn tâm, bừng bừng bốc cháy lên. Chờ ép lão tử mạnh lên, không phải vậy, ba năm sau thiên tài thi đấu, ta sẽ đem tất cả thiên tài hết thảy dẫm tại dưới chân, để thế người biết, tại lão tử trước mặt, không ai có thể được xưng tụng thiên tài. Tên này muốn tu luyện tâm tính lại trở về, lần trước còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến bị trương hằng phía dưới sinh tử đài ước hẹn. Lâm chỉ khê đứng ở trên thành lầu, nhìn lấy hắn, nỉ non nói, lần này, có lẽ làm cho hắn đem trọng tâm thả trên võ đạo nữ nhân này thật rất hiểu vân phi dương năm đó tại học phủ nhìn ra hắn cả ngày không làm việc đàng hoàng hướng thiên tài bảng khởi xướng khiêu chiến làm lên coi trọng võ đạo bây giờ lòng trấn vũ xuất hiện hẳn là cũng hội kích phát hắn muốn muốn trở nên mạnh hơn tâm thời gian nửa năm dùng võ đồ tu vi nhất cử đột phá vũ sư cũng đem thi triển cấm thuật trương hằng ngược tại sinh tử đài trấn kinh đông lăng thành bây giờ còn có thời gian ba năm nghiêm túc hắn đến lúc đó hội mạnh đến mức nào hội sẽ không tiếp tục diễn ra chấn hám nhân tâm kỳ tích. Lâm chỉ khê chờ mong, hưu, đột nhiên, cái kia trang điểm dày đặc tái mẫu đơn xuất hiện ở trước mặt nàng, cười nói, nữ oa có nguyện ý hay không bái ta làm thầy. Nguyện ý, Lâm nhược hiên vội vàng đi tới, cung kính nói, tiểu nữ có thể bị thánh quân nhìn lên, là nàng phúc phận. Nói, giật nhẹ nữ nhi góc áo, đây chính là vũ thánh A, chính mình con rể bị kiếm đế thu làm môn hạ, nữ nhi lại bái vũ thánh vi sư, đây quả thực là một trận cơ duyên lớn tạo hóa, đông lăng quận về sau còn sợ ai nha. Tái mẫu đơn không để ý hắn, hỏi lần nữa có bằng lòng hay không. Lâm chỉ khê trầm mặt sơ qua, nói, nguyện ý. Có quan hệ Vân Phi Dương là tứ hải kiếm đế đệ tử tin tức, vẻn vẹn năm ba ngày thời gian, thì truyền khắp toàn bộ vạn thế đại lục, tốc độ so với hắn giữ vững thiết cốt thành tin tức nhanh nhiều. Tứ hải kiếm đế đệ tử, mẹ ta nha, khó trách sẽ như vậy châu. Toàn bộ thế giới vũ giả đều đang nghị luận Vân Phi Dương, có quan hệ cái tên này, cũng chân chính oanh động toàn bộ đại lục, cũng để rất nhiều thiếu niên tuấn kiệt không ngừng hâm mộ. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể bái Vũ Vương, Vũ Hoàng Vi Sư, đều là tha thiết ước mơ sự việc, tên này, vậy mà bái là kiếm đế, khởi điểm thật mẹ hắn cao. Chật chật, có người cảm khái nói, có thể bái kiếm đế môn hạ, cái này vân phi dương thiên phú, sợ là rất cao. Ba năm sau thiên tài thi đấu, phải có trò vui nhìn. Nhưng mà, thiết cốt thành hạ, Vân Phi Dương đối chiến Long Chấn Vũ tin tức cũng sau đó chuyển đến, lại một lần nhắc lên hoành động. Đáng tiếc, hai người đối với hai chiêu, thắng bại chưa phân, nhưng lại nhắc lên đề tài, cái kia chính là, vạn thế đại lục đệ nhất thiên tài cùng tứ hải kiếm đế đệ tử, hai người ai mạnh ai yếu. Có người cho rằng, theo tư nguyên vào một thân Long Trấn Vũ mạnh hơn, có người cho rằng Vân Phi Dương càng hơn một bậc, bởi vì, người ta sư tôn, là so Vũ Thánh còn mạnh hơn đỉnh tiêm cao thủ. Các loại nghị luận cùng phỏng đoán tại trên phố truyền ra, rất nhiều nhàm chán vũ giả, càng là liệt kê ra các loại số liệu tiến hành so sánh. Vân Phi Dương cùng Long Trấn Vũ không có kết quả nhất chiến, thành một cái lo lắng, cái này lo lắng, chỉ có thể chờ đợi đến 3 năm sau thiên tài thi đấu mới có thể công bố. Bất quá, không thể phủ nhận là, tứ hải kiếm đế truyền nhân, cái danh hiệu này, làm Vân Phi Dương thân phận tăng gấp bội, trở thành được chú ý nhất thiên tài tân tinh, rất nhiều gia tộc và cường giả cũng triệt để đoạn cướp đoạt vũ sư đan suy nghĩ. Kiếm đế đồ đệ, ai dám đoạt nha, thiết cốt thành, phủ thành chủ, tỏa chấn buổi đấu giá vũ vương đỉnh phong, mang theo chín tên vũ vương đi ra phòng khách, bọn họ là đến trả lại tiền, bởi vì, thành chủ là tứ hải kiếm đế đệ tử, bọn họ không có tư cách, cũng không có can đảm cầm phần này lương bổng Chật chật, Vân Phi Dương cảm khái nói, quả nhiên, vô luận ở nơi nào, hậu trường cứng rắn cũng là châu. Nhưng vào lúc này, Lâm chỉ khê đi tới, nàng nói ta muốn đi, đi, Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, đi nơi nào, Lâm chỉ khê nói, băng phong cốc, băng phong cốc, Vân Phi Dương chưa nghe nói qua nơi này, tái mẫu đơn đi tới, nói, đồ nhi ta là hiếm thấy băng thanh ngọc khiết thể, ở chỗ này tu luyện, sẽ chỉ kéo chậm tiến độ, cho nên, ta muốn dẫn nàng đi băng phong cốc bế quan, nếu như các người đính hôn lễ, đợi 3 năm sau thi đấu kết thúc lại cử hành đi. Băng thanh ngọc khiết thể, Vân Phi Dương ngạc nhiên. Loại thể chất này hắn nghe nói qua, tựa như là băng hệ bên trong châu bỏ nhất. Khó trách người tay sẽ rét lạnh như vậy, khó trách người mỗi ngày đều lạnh như băng, nguyên lai nắm giữ như thế hiếm thấy băng hệ thể chất. Vân Phi Dương hiểu rõ, hắn nói, đã sớm nên nghĩ đến, dù sao, ta đẹp trai kinh thiên động địa như thế, nữ nhân gặp không có lý do không đỏ mặt, không xấu hổ. Bành, vừa mới dứt lời, liền bị tái mẫu đan một bàn tay phiến ra ngoài. Ta nhổ vào, nàng bóp lấy eo, nói, lão nương thì chưa thấy qua gia hỏa không biết xấu hổ như vậy. Phốc, Vân Phi Dương bay ngược ra ngoài, miệng sùi bọt mép. Ngỏa tao, lão thái bà này so bảo lị còn mạnh hơn, xem ra, chính mình phải chú ý điểm vô sỉ phân tắc. mươi 355, Lâm Chỉ Khê, Ly Biệt. Vân Phi Dương đưa Lâm Chỉ Khê ra khỏi thành, ở phía xa, tái mẫu đơn yên tĩnh trở lấy. Lâm Nhược Hiên vì cho đối với tiểu nam nữ đưa ra đơn độc ở chung cơ hội, cũng không có tiến đưa, mà chính là đứng trong thành, đưa mắt nhìn lên trời, cả người phảng phất già nua rất nhiều. Hắn chỉ có một đứa con gái như vậy, mặc dù mới vừa mới nhận lấy không bao lâu, mặc dù không có làm đến phụ thân ứng có trách nhiệm, đến mức để cho nàng hiện tại cũng đối với mình có lợi oán giận, nhưng ly biệt, trung quy là khổ, trung quy sẽ đau lòng. Vân Phi Dương ngừng ở trước cửa, hắn ôn nhu nói, băng phong cốc khẳng định rất lạnh, chú ý mang nhiều điểm giữ ấm y phục, đừng bị cảm lạnh. Lâm chỉ khê trầm mặc, Vân Phi Dương tiếp tục nói, tu luyện đừng quá khắc khổ, khổ nhàn kết hợp mới là trọng yếu nhất. Đối đãi mình thích nữ nhân, hắn tỉ mỉ chu đáo. Nếu như đổi lại mục oanh hoặc là lương âm, chắc là sớm sẽ bị cảm động khóc, nhưng Lâm chỉ khê nắm giữ hiếm thấy băng thanh ngọc khiết thể, trên mặt phẳng phất bao trùm lấy lâu dài không thay đổi băng sơn, tâm tình không có bất cứ ba động gì. Nàng nhẹ nhàng nói ra, ta đi, cảm động sao, chỉ có Lâm chỉ khê tự tâm bên trong rõ ràng, như tiên nữ thánh khiết bóng lưng, dần dần đi xa vân phi dương đột nhiên quát lớn lâm chỉ khê ngươi còn thiếu nợ ta một cái đính hôn lễ về sau đừng quên bù lại lâm chỉ khê hơi hơi ngừng chân nói chỉ cần ba năm sau ngươi có thể chiến thắng ta chiến thắng ngươi cái này còn không dễ dàng vân phi dương cười rộ lên hắn lần nữa hô nhớ kỹ vô luận tới nơi nào ngươi cũng là ta vân phi dương nữ nhân lâm chỉ khê không nói theo sư tôn tái mẫu đơn rời đi trời chiều ánh sáng chiếu rọi trên người nàng phảng phất phủ thêm một tầng cao quý thánh khiết hy sa lâm chỉ khê đi vân phi dương cũng không có ngăn cản bởi vì bái mẫu đơn thánh quân vi sư đối nàng mà nói là một trận cơ duyên tạo hóa ba năm sau đính hôn lễ chính mình trở lên ba khâu tam ra hiện tại thân trước đánh vào hắn trên ót nhếch miệng cười nói đồ nhi chúng ta cũng nên xuất phát vân phi dương ngạc nhiên nói đến nơi nào khâu tam nói dẫn người đi nguy hiểm nhất địa phương kinh lịch sinh cùng tử ma luyện vân phi dương sụp đổ nói ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn không bằng ngay tại thiết cốt thành tu luyện đi buổi đấu giá sắp tổ chức thiết cốt thành còn không có tiến vào quỹ đạo mình không thể đi hầu tam trân thành nói ba năm đảo mắt liền đi qua ngươi lại không nỗ lực làm sao đi đánh bại long trấn vũ làm sao đối mặt càng mạnh mẽ thiên tài tuy nhiên nói như vậy trên thực tế không muốn thua tái mẫu đơn đồ đệ vân phi dương nói còn có mạnh hơn long trấn vũ thiên tài hầu tam thần sắc nghiêm nghị nói lòng trấn vũ chỉ là quận quốc tôn sùng đi ra đệ nhất thiên tài những lão bất tử ẩn cư kia dốc hết tâm huyết bồi dưỡng đệ tử thực lực lại có bao nhiêu mạnh ai biết được vân phi dương trầm mặc xem ra phàm giới thiên tài còn thật không ít mình không thể chậm trễ nữa thời gian phải tất yếu chăm chỉ tu luyện đột phá võ tông về sau vân phi dương tu vi tiến triển chậm chạp không phải hắn không nỗ lực mà chính là đến cảnh giới này mỗi một chút xíu đề bạt đều sẽ dị thường gian nan muốn có chất bay vọt nhất định phải kinh lịch tàn khốc hơn ma luyện. Theo kiếm đế dạng này vũ giả đi lịch luyện, hiệu quả khẳng định rõ rệt. Như vậy đi, Hầu Tam nói, cho ngươi một tháng thời gian đến xử lý việc vặt. Vân Phi Dương gật gật đầu, nói, ừm, ngươi cũng muốn đi, trong thư phòng, Vân Phi Dương vô cùng ngạc nhiên, ừm, lương âm nắm quyền, hạ quyết tâm nói, ta muốn đi hỏa viêm quật, nơi đó càng thích hợp ta tu luyện. Từ khi giác tỉnh thần hồn về sau, nàng tu vi đề bạt cực nhanh, đông đông lăng học phủ giáo viên lực lượng, hiển nhiên khó có thể dạy bảo cái gì. Vân Phi dương bái kiếm đế vi sư, đông lăng quận hội tiến vào hòa bình kỳ, chẳng thừa dịp thời gian này đi thật tốt lịch luyện, chờ mình cường đại, lại đến phụ tá hắn. Một người, lương âm gật gật đầu, tốt a, à, Vân Phi dương thỏa hiệp, lương âm loại này thần hồn giác tỉnh giả, cơ duyên không thể so với lâm chỉ khê yếu, muốn chân chính trưởng thành, cần dựa vào chính mình. Tuy nhiên hắn chân thành nói, chờ buổi đấu giá kết thúc mới có thể đi. Lương âm mờ mịt nói, vì cái gì? vân phi dương đi tới nắm nàng tay nhỏ nói về địa sơn trấn một chuyến đi bái kiến ta tương lai nhạc phụ lương âm ngạc nhiên chợt hốc mắt ướt át nói ta lương âm còn xứng với ngươi sao tứ hải kiếm đế đệ tử cái này thân phận cho nàng mang đến áp lực thật lớn suốt ngoại tu luyện cũng là nghĩ để cho mình trở nên càng mạnh trong ba năm không thể bị hắn vung quá xa ngốc nha đầu vân phi dương đem nàng ôm ở trong ngực nói ta nói qua ngươi là ta nữ nhân tâm lý lại lần nữa nói bổ sung, các người đều là ta nữ nhân. Lương âm nằm sấp trong ngực, nước nở nói, nói chuyện phải giữ lời. Sau 6 ngày, có thủ chú ý vũ sư đan đấu giá rốt cuộc đúng hạn cử hành, vân ra bán đấu giá kín người hết chỗ, trong đại sảnh hoàn toàn không có đặt chân khoảng không. Tuôn ra vào trong thành vũ giả, đạt tới 100 ngàn, có thể đi vào bán đấu giá, vẻn vẹn chỉ có 5-600, bọn họ không khỏi là cái nào đó thành chỉ thế lực bá chủ. Đương nhiên, vũ sư đan, chỉ có 10 khỏa, muốn thu hoạch được, tất nhiên là một trận gió tanh mưa máu chém giết. Các đại gia tộc đã sớm mang đủ tiền tài, làm hậu bối càng nhanh đột phá vô sư, tuyệt sẽ không mềm tay. Ông, thiết cốt thành trên không, hiện ra một cái cự đại màn sáng, sàn bán đấu giá tình huống, tiến hành thời gian thực hình ảnh hình chiếu. Vân Phi Dương vì không có thể đi vào nhập bán đấu giá vũ giả, cố ý chuẩn bị. Quả nhiên, ảo não không tiến vào vũ giả, nhào nhào đưa mắt nhìn lại. Thực rất nhiều tán tu rõ ràng, cùng tiền tài hùng hậu gia tộc so ra, mình coi như có thể vào, cũng chỉ có thể xem náo nhiệt. Có trận pháp màn sáng xuất hiện, ở bên trong, cùng ở bên ngoài nhìn, cũng đều như thế. Trong đại sảnh, tương cần chậm chậm đi đến bàn đấu giá, nguyên bản ồn ào đại sảnh, theo đấu giá chủ trì lên đài, dần dần yên tĩnh. Tối cao quy cách trong xương phòng, Vân Phi Dương ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, khóe miệng dơ lên mỉm cười. Hầu Tam còn ngồi ở bên cạnh, vốn là, hắn không muốn tới, nhưng tên đồ đệ này lại nói, không đi chấn chàng tử, thì đơn phương giải trừ quan hệ thầy trò. Đường đường kiếm đế, bị uy hiếp, cuối cùng thỏa hiệp. Giờ phút này, trong lòng của hắn sụp đổ nghĩ đến, ta đây rốt cuộc thu cái đồ đệ, vẫn là thu cái đại gia. Phụ trách hầu hạ Xuân Lan cùng thu cúc, hô hấp đều nhanh dừng lại. Ngồi bên cạnh cái kia diện mạo không dương lão đầu, nhưng là trong truyền thuyết kiếm đế, vạn thế đại lục siêu cấp cường giả, chính mình vậy mà cùng hắn cách gần như vậy. Xuân Lan, Vân Phi Dương cười nói, người đoán xem, viên thứ nhất vũ sư đan, hội đập tới bao nhiêu. a à, Xuân Lan nhất thời khẩn trương lên, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí, nói công tử, nột tỷ đoán, viên thứ nhất, hẳn là có thể hơn 10 triệu đi. Người thì sao, Vân Phi Dương nhìn về phía Thu Cúc, Thu Cúc cũng là khẩn trương nói ra, nô tỷ cũng đoán, tại ngàn vạn trở lên đi. Nhiều như vậy, Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn, cát, hầu tam thản nhiên nói, đồ nhi, Vũ đồ đề bạt vô sư, đối rất nhiều đại gia tộc hậu bối thiên tài tới nói, tương đương với thiếu phấn đấu rất nhiều năm, cũng liền có càng hơn hơn dẫn đầu tăng lên tới cảnh giới cao hơn. chương 356, vũ sư đàn đấu giá bắt đầu. Tại vạn thế đại lục, có như thế cái thuyết pháp, tuổi tác càng nhỏ, cảnh giới đề bạt càng cao, võ đạo thì có tiền đồ hơn. Mà những năm kia qua 40, 50 vũ giả, nếu như còn tại vũ sư giai đoạn, cơ bản không có hy vọng gì, đời này có thể đột phá đến võ tông cũng là kỳ tích như vậy, không có cái gì tác dụng phụ, trực tiếp đề bạt cảnh giới vũ sư đan, tại đại gia tộc trong mắt, không thể nghi ngờ là thần dược. Cho nên vô luận như thế nào, cũng cần mua một khỏa, cho thiên tư yêu dị dòng chính phục dụng, như thế liền có cao hơn tiềm lực trưởng thành, đột phá vũ vương xác suất hội tăng lên rất nhiều, có lẽ còn sẽ tăng lên đến vũ hoàng. 10 triệu, cái giá tiền này, tại tứ hải kiếm đế trong mắt, coi như tiện nghi đâu. Vân Phi Dương hiểu rõ, xem ra, dùng tiên lộ quỳnh tương đến luyện chế vũ sư đan, so với chính mình phục dụng muốn có lời nhiều, chờ đấu giá kết thúc, lấy thêm ra đến một, từ sư tỷ cùng lương âm luyện chế mấy chục bình tới. Bất quá, Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, nhẹ giọng chỉ trích nói, nói qua bao nhiêu lượt, không cho phép lấy nô tỷ tự xưng, các ngươi lại quên sao. Công tử, chúng ta biết sai, Xuân Lan cùng thu cúc cúi thấp đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Từ nhỏ bị bán được thôi ra, tiếp nhận là nô tỷ hạ nhân hun đúc, đột nhiên muốn thay đổi rơi thay đổi một cách vô tri vô giác tư duy sẽ rất khó khăn. bàn đấu giá toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ. tương cần lúc này mới nở nụ cười xinh đẹp nói hoan nghênh chư vị không xa ngàn dặm tới tham gia lần này vũ sư đan đấu giá. tương tổng quản khách khí rất nhiều gia tộc cao thủ nhau nhau chắp tay nếu như đổi lại trước kia bọn họ khả năng đã sớm làm ẩm ý cùng thúc giục nhanh bắt đầu đấu giá đi. hiện tại cũng rất có kiên nhẫn chờ đợi nguyên nhân rất đơn giản bán đấu giá chủ nhân là Vân Phi Dương, mà tên kia thì là Tứ Hải Kiếm Đế đệ tử. Ai dám gây, ai dám lỗ mãng, quả nhiên, có kiếm đế làm hậu trường, so mời 10 cái vũ vương còn đáng tin. Đấu giá nhiều năm như vậy, tương cần lần thứ nhất gặp được, như thế tuân theo quy củ vũ giả. Nàng cười nói, lần này đấu giá, Vân Thành Chủ vì để đường xa mà khách tới người, đều có cơ hội thu hoạch được vũ sư đan, cố ý xuất ra hai khỏa, đối vào thành đăng ký vũ giả, tiến hành vị ý tuyển lựa mọi người có chút mộng, ngoại giới vũ giả còn nghe không hiểu ra sao. Tương cần tiếp tục giải thích nói, tám khỏa vũ sư đan sẽ công khai đấu giá, người trả giá cao được, mặt khác hai khỏa, sẽ theo nội thành đăng ký vũ giả tuyển hai tên người may mắn, lấy 10 vạn lượng giá cả bán ra. 10 vạn lượng, hội trường gia tộc vũ giả nhao nhao mắt trợn tròn, nội thành lại triệt để vỡ tổ, rất nhiều vũ giả nhao nhao nghị luận lên. Để bạt một cái đại cảnh giới đan dược, vậy mà chỉ bán 10 vạn lượng, quá tiện nghi đi may mắn không đi nha, tuy nhiên bị rút chúng tỷ lệ rất nhỏ bé, nhưng ai có thể nói chúng, vận tốt có thể hay không buông xuống tại trên đầu mình đâu. Rất nhiều vũ giả nhau nhau may mắn, đương nhiên, tương cần tiếp tục nói, ta thiết cốt thành, cũng đem cách mỗi 3 tháng nâng làm một lần vũ sư đan đấu giá, mỗi lần hội xuất ra hai khỏa đến rút ra đút vào, giá cả không thay đổi, vẫn là 10 vạn lượng. Mỗi 3 tháng nâng làm một lần, nói như vậy, chúng ta chỉ cần sớm chạy tới, liền sẽ có cơ hội bị rút chúng A. À rất nhiều vũ giả hưng phấn lên nhiều người như vậy bị rút chúng tỷ lệ là rất thấp nhưng chân chạy đến thiết cốt thành cũng không uổng phí cái gì như bị rút chúng nhưng là kiếm lời lớn a thiết cốt thành buôn bán đan dược và binh khí so ngoại giới tiện nghi ở chỗ này há không tốt hơn có người bắt đầu tính toán quả nhiên như vân phi dương suy nghĩ xuất ra hai khoản đấu giá đan tuyển người may mắn giá thấp bán đi để rất nhiều vũ giả có định cư tính toán thiết cốt thành rất lớn nhưng nhân mấy năm liên tục chiến tranh, nhân khẩu thưa thớt, nội thành trừ binh lính bên ngoài, cơ hồ không có thưởng chú vũ giả, mượn đấu giá vũ sư đan cơ hội, từ phải thật tốt lung lạc. Nếu như phá 10 ngàn, liền có thể thu hoạch được tinh giai. Chư vị, tương cần tiếp tục nói, phàm là tự do thân, không có không tốt việc ác người, đợi đấu giá kết thúc, đều có thể đi hộ bộ chỗ xin lâm thời vào ở, nửa tháng điều tra khảo hạch thông qua, liền sẽ trở thành ta thiết cốt thành chính thức vào ở vũ giả vốn là tính toán vào ở thiết cốt thành vũ giả, trước mắt nhất thời sáng lên. Có vũ sư đan định kỳ đấu giá, thành chủ sư tôn là tứ hải kiếm đế, các loại võ đạo cần thiết cửa hàng cái gì cần có đều có, căn bản không cần cân nhắc, nhất định phải vào ở A. Ai, sớm đã vào ở hắn thành trì vũ giả, nhao nhao lắc đầu. Bọn họ bắt đầu tính toán, chờ đấu giá kết thúc, muốn hay không rời khỏi nguyên trụ thành, xin vào ở thiết cốt thành. Tương cần lại nói, bình thường tại ta vân ra bán đấu giá đập đến vũ sư đan, người nắm giữ có thể hưởng có tầm một tháng bảo hộ kỳ trong lúc đó nếu có người cướp đoạt chắc chắn sẽ từ tứ hải kiếm đế tiền bối truy nã vô luận chân trời góc biển không chết không thôi tốt trong đại sảnh gia tộc nhao nhao vỗ tay tán thưởng tuy nhiên sạch người dám tới thiết cốt thành đoạt nhưng vẫn là lo lắng chính mình đập đến về sau sẽ bị đại thế lực để mắt tới bây giờ tương cần nói để bọn hắn không có bận tâm những cái kia ám hoài quỷ thai đại thế lực nhao nhao phiền muộn bọn họ cũng muốn qua nếu như chụp không được đến, liền đi đoạt người khác, hiện tại chỉ có thể bỏ ý niệm này đi, dù sao ai có thể tiếp nhận Tứ Hải Kiếm Đế truy sát. "Tiểu tử ngươi." Hầu Tam nguyết hắn một cái, nói coi Sư Tôn là tay chân. "Hắc hắc." Vân Phi Dương cười nói, "Sư Tôn, Tứ Hải Kiếm Đế tên có thể trấn trụ bọn họ, ta tin tưởng không ai làm loạn, cho nên ngài không dùng được xuất thủ, cũng là treo cái tên mà thôi." Nói nhảm, Hầu Tam nâng nâng phá mũ rơm, ngạo nghễ nói, "Tại Vạn Thế Đại Lục, người sư tôn danh hào cũng là biển chữ vàng lão đầu vẫn rất đắc chí nhưng có vốn liếng này cho nên nói nha vân phi dương nịnh nọt cười nói ta có thể bái ngài vi sư thật sự là có phúc ba đời cái này mông ngựa đập không tệ hầu tam nghe rất dễ chịu hắn nhếch miệng cười nói đồ nhi người có thể nghĩ như vậy vi sư rất là vui mừng vân phi dương người vô hại và vật vô hại cười rộ lên mẹ chứng lại hống không lão đầu này ta tiện thần chi danh chẳng phải là nói không tương cần đem nên nói nói xong, không cần phải nhiều lời nữa, vỗ nhẹ nhẹ tay, vị trí trung tâm, hiện ra một cái trụ đài. Nàng đi qua, Ngọc phung tay lên, đem trên đài tinh mỹ hộp nhỏ dơ lên. Ánh mắt mọi người đồng loạt khóa chặt, tâm lý nhao nhao suy đoán, chẳng lẽ bên trong cũng là vũ sư đan. Chư vị, tương cần cười nói, trong hộp, thả chính là vũ sư đan, dù là vũ đồ sơ kỳ phục dụng, cũng có thể trực tiếp đột phá đến vũ sư. Ánh mắt mọi người lấp lóe nóng rực, bất quá, có người còn đưa ra nghi ngờ nói, tương tổng quản, vũ sư đan phục dụng về sau, tất nhiên là thật không có tác dụng phụ. Lời vừa nói ra, người khác cũng thận trọng lên, nếu có tác dụng phụ, tuy nhiên đề bàn một cảnh giới, có thể kéo dài mấy chục năm thọ mệnh, nhưng lại không thích hợp hậu bối thiên tài phục dụng. Đối mặt chúng người nghi vấn, tương cần cười một tiếng, nàng chỉ hướng lầu ba gian kia cao quý nhất phòng nhỏ, nói, vũ sư đan hiệu quả, nếu như từ kiếm đế tiền bối chứng minh, các người có lẽ mới sẽ tin tưởng đi chương 357, trong nháy mắt vất nhanh. Tứ hải kiếm đế cũng tại phòng đấu giá. Không phải đâu, chúng người quá sợ hãi, đồng loạt nhìn về phía lầu ba phòng nhỏ. Ngoại giới trận pháp màn sáng, đem góc độ chuyển qua phòng nhỏ, 100 trăm ngàn vũ giả cũng là mục đích ngậm sùng bái nhìn lại, còn mạnh hơn vũ thánh kiếm đế, nếu như có thể may mắn khoảng cách gần mắt thấy, cũng là nhân sinh một chuyện may lớn a. À. Hầu tam nhíu mày, nói tiểu tử, người bán người vũ sư đan, làm sao tổng hướng trên người của ta kéo. Vân Phi Dương cười nói, sư tôn, không có người cái này hạng cân nặng cường giả chứng minh, bọn họ khẳng định không tin, người liền giúp đồ đệ chuyện này đi. Nói đùa, nhận người sư tôn này, không phải liền là đến chống đỡ đài à. Chỉ cần có thể cần dùng đến, nhất định phải dùng, không phải vậy thật lãng phí nha. Xoát, phòng nhỏ trận pháp xúc động, phía trước cản tường biến mất. Đại sảnh cùng hắn phòng nhỏ vũ giả, cùng ngoại giới vũ giả, nhất thời nhìn thấy một cái mang phá mũ rơm, lôi thôi lách thách giờ bẩn lão đầu xuất hiện tại trong tầm mắt giát hội trường hoàn toàn yên tĩnh quả nhiên là tứ hải kiếm đế tiền bối mà ơi lần thứ nhất cách cách gần như thế ta trái tim nhảy thật nhanh có người từng ở ngoài thành xa xa mắt thấy qua mà có người tới chậm cũng chưa thấy qua nhưng nhìn thấy hắn vũ giả hô lên nhao nhao theo sôi trào lên khục bị vân phi dương trực tiếp như vậy bày ra đến hầu tam ra vẻ đạo mạo thấm giọng nói nghiêm túc nói vũ sư đan hiệu quả không tệ người dùng không có cái gì tác dụng phụ, bản đế có thể chứng minh. Tương cần cười nói, kiếm đế tiền bối chính miệng chứng minh, còn cần nghi vấn sao? Mọi người vội vàng nói, không dám nghi vấn, không dám nghi vấn. Tứ hải kiếm đế biểu diễn cùng chứng minh, không ai lại đi nghi vấn vũ sư đan thật giả. Tương cần cũng không nói nhảm, nàng nhẹ nhàng mở hộp ra, một quả tròn trịa đan dược phơi bày ra, trong đại sảnh nhất thời phủ đầy nhàn nhạt mùi thuốc. Hầu Tam Hiếu Kỳ nói, đồ nhi, người vì sao lại có như viên thuốc này? thân là kiếm đế, linh nghiệm siêu cường, vẻn vẹn tùy ý xem xét, thì kết luận, viên thuốc này ẩn chứa bằng bạc linh lực, để bạt đẳng cấp cũng không thành vấn đề. Vân Phi Dương cười nói, cơ duyên xảo hợp, thu hoạch được một cái cổ lão đan dược cách điều chế, lúc này mới ngẫu nhiên luyện chế mà thành. Hầu Tam không có lại nói tiếp, trong khoảng thời gian này, hắn đối Vân Phi Dương làm điều tra, biết được kẻ này tiến vào đông đông lăng học phủ một năm, liền từ vũ chi lực đột phá võ tông, loại tốc độ này hiển nhiên rất nghịch thiên A. À. Chắc hẳn, là tập hợp đại khí vận vào một thân thiên tài, thu hoạch được cổ lão đan dược cách điều chế, thì là khí vận thể hiện. Cao Viễn Trúc từng cũng như thế suy đoán qua, nhưng từ kiếm đến nói ra, hiển nhiên càng có hơn quyền uy tín. Phố sư đan sáng sau khi ra ngoài, đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều vũ giả nhao nhau nắm ở hô hấp. Tương cần nói, viên thứ nhất phố sư đan đấu giá, giá khởi đầu 100 ngàn. Vừa dứt lời, một tên gia tộc gia chủ nói, một triệu, mọi người đều kinh hãi một tên khác đến từ cao tinh thành chỉ gia tộc hô, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, rất nhiều gia tộc tranh nhau đấu giá, vũ sư đan giá cả cũng là lấy cực nhanh tốc độ tăng vọt. Ngoại giới vũ giả nhao nhao xấu hổ, quả nhiên, đại gia tộc đều là thổ hào, nâng giá phương thức lấy 1 triệu, chính mình điểm ấy ra sản, không đủ người ta một số không đầu đây. Vũ sư đan đối với đại gia tộc tới nói, cực trọng yếu. Cuối cùng, đi qua kịch liệt chém giết, viên thứ nhất đấu giá đan, lấy 26 triệu hai giá cả, từ lục tinh thành chỉ một cái gia tộc đập đến. Giải quyết dứt khoát sau, ngồi tại trong xương phòng Vân Phi Dương, nhếch miệng cười rộ lên. Cái giá tiền này, để hắn rất hài lòng. Phải biết, lục phẩm trở lên bí tịch cùng tinh hạch, cũng mới cái giá tiền này. Quá mạnh, đây quả thực không là chúng ta có thể tham dự. Ngoại giới vũ giả nhao nhao líu lưỡi. Siêu gia chủ, tương cần cười nói, làm là thứ nhất cái vỗ xuống vỗ sư đan, như có thể từ hậu bối dòng chính trước mặt mọi người phục dụng, ta bán đấu giá vì giảm 3 triệu đến từ cao tinh thành chỉ diêu gia chủ, nói tốt. Nói, đem vừa mới tới tay vũ sư đan, giao cho đi theo mà đến hậu bối dòng chính, đối phương tuổi tác chỉ có 13-14, tu vi thì tại vũ đồ sơ kỳ. Vô số ánh mắt, nhao nhao theo dõi hắn, tuy nhiên kiếm đế chứng minh, nhưng vẫn là muốn tận mắt nhìn một chút, người võ sư này đan đến cùng có bao thần kỳ. Xoát, siêu ra dòng chính trước mặt mọi người đem đan dược ném vào bên trong miệng, ước chừng một lát, quanh thân bộc phát ra khí thế minh mông. Cha, Siêu gia dòng chính nắm quyền, kích động nói, đột phá, ta đột phá đến vũ sư. Siêu gia chủ vội vàng chụp tại con trai chỗ cổ tay, linh niệm dung nhập bên trong, cảm thấy được thuần linh hạch tồn tại, khó có thể ức chế hưng phấn, nói, ha ha ha, quả nhiên không có tác dụng phụ. Đám người nhao nhao chấn kinh, tại bọn họ lý giải bên trong, vũ sư đan thật có hiệu quả, ăn vào, chắc là cần thời gian để tiêu hóa. Không nghĩ tới, ăn hết không có một khắc đồng hồ, đã đột phá. Đây quả thực là thần tốc A. Chư vị, tương cần cười nói, siêu ra dòng chính, đã chứng minh vũ sư đan dược hiệu, như vậy, chúng ta tiếp xuống tiếp tục đấu giá viên thứ hai. Không có đập tới viên thứ nhất đại gia tộc, nhao nhao ma quyền sát trưởng. Tuy nhiên, tương cần nói, căn cứ ta bán đấu giá quy định, giống nhau đồ, vật, lần thứ hai đấu giá, giá cả hội là lần đầu tiên đấu giá giá. a à, rất nhiều đại gia tộc ngu bê, thực, bọn họ còn có thể tiếp tục nâng giá, nhưng nghĩ tới đằng sau còn có, trước hết nhường ra đi, chuẩn bị đấu giá tiếp xuống vũ sư đan, dạng này liền sẽ ít một chút lực cản. Đại gia tộc bàn tính đánh tốt, Vân Phi Dương thói quen chơi cũng là đầy đủ sâu. Ha ha ha, siêu gia chủ cười rộ lên, không chỉ có cái thứ nhất đập đến vũ sư đan, để nhi tử đột phá vũ sư, còn giảm 3 triệu, chính mình nhưng là kiếm được. Cho nên, tương cần lấy ra viên thứ hai vũ sư đan, cất cao giọng nói, giá khởi đầu, 26 triệu. Mọi người trầm mặc, sơ qua, một đại gia tộc gia chủ hung ác quyết tâm, hô, 27 triệu, 28 triệu, 30 triệu, bên trong phòng đấu giá, hoàn toàn yên tĩnh, không ai dám lại đến, bởi vì, cái giá tiền này thực quá cao, rất nhiều người mang đến tiền tài, thiếu nghiêm trọng. Tương cần như là ý thức được, nàng nói ta bán đấu giá, cho phép vật thật đổi lấy ngân lượng. Một gia tộc lớn nào đó gia chủ, nói, 30 triệu, thêm một khỏa tứ phẩm tinh hạch. Ta thêm một bản tứ phẩm vũ kỹ, ta lý ra thêm một khỏa ngũ phẩm tinh hạch. Cuối cùng, viên thứ hai vũ sư đan, lấy 30 triệu khác thêm một khỏa, giá trị một triệu ngũ phẩm tinh hạch thành giao. Thời gian vội vàng trôi qua, một lúc lâu sau, làm thứ 8 khỏa vũ sư đan lấy 30 triệu khác thêm một thanh ngũ phẩm vũ khí thành giao, mà chính thức tuyên bố kết thúc. Ngoại giới vũ giả, triệt để ngây người, bởi vì, đi qua kịch liệt đấu giá, trừ viên thứ nhất bên ngoài, hắn mặt khác bảy viên vũ sư đan, đều là lấy 30 triệu tăng thêm các loại bảo vật thành giao. Không tệ, không tệ, Vân Phi Dương nhếch miệng cười rộ lên, khoảng một canh giờ, chính mình kiếm lời hơn 200 triệu, vậy thì đồng nghĩa với trong nháy mắt phất nhanh, mà số tiền kia có thể dùng để phát triển mạnh quân sự, kiến thiết thành phòng, tin tưởng không cần bao lâu, thiết cốt thành liền sẽ rực rỡ hẳn lên. Chương 358, đa tạ thành chủ ban thưởng đan. Tám khỏa vũ sư đan toàn bộ đánh ra, cho Vân Phi Dương mang đến to lớn thu nhập, cũng làm cho hắn hiểu được, nguyên lai, làm phàm nhân đề bạt vũ sư đan dược, như thế kiếm tiền. Nếu như nắm giữ càng nhiều tiên lộ quỳnh tương, tiến hành số lớn luyện chế, trong thiên hạ tài phú, không đều tụ tập tại trong tay mình. Nghĩ thì rất đẹp, phải biết, vật hiếm thì quý. Nếu như vũ sư đan cùng nhất phẩm linh khí đan như thế, theo liền có thể tại đan phường mua được, giá trị cũng sẽ dần dần giảm xuống. Bán đấu giá đấu giá kết thúc, rất nhiều vũ giả thậm chí đại gia tộc cũng không có rời đi, bọn họ chờ đợi sau cùng mặt khác hai khỏa rút ra đút vào. Cái gọi là rút ra đút vào, thực cũng là bốc thăm, vô số viết vào thành người tên cùng thân phận tờ giấy, bị để đặt tại một cái như vậy dương lớn bên trong, từ tương cần tiện tay rút ra hai cái. Chư vị, tương cần đứng tại giáo trường dương trước đài, nói căn cứ quy định, chỉ có tán tu mới tham ngộ cùng vào, mà bị rút bên trong võ giả, nhất định phải thoát ly vốn có thành trì, vào ở ta thiết cốt thành. Không có vấn đề, rất nhiều tán tu vũ giả đồng nói, nói đùa, một khỏa giá trị mấy chục triệu vũ sư đan, nếu như rút chúng chính mình, vào ở thiết cốt thành lại có quan hệ gì, Tương Cần không có lại nói tiếp, Ngọc Thủ vươn vào trong dương, xuất ra hai cái tờ giấy, mở ra nói Tiêu Vân Thành, Vũ Đổ Trung Kỳ, Lý Khải Bằng. Cùng tên Vũ Giả khả năng rất nhiều, thêm lên thành chỉ cùng cấp bậc, thì chuyển sắc nhiều. Ha ha ha, tên là Lý Khải Bằng tán tu cười ha hả kém chút cười chết rồi, Vũ Giả khác còn nhao nhao quăng tới hâm mộ ánh mắt. Giá trị ngàn vạn Vũ Sư Đan, cứ như vậy chọn chúng người khác. Đại Mạc Thành, Vũ Đổ Sơ Kỳ, Tiêu Kính. Tương cần lần nữa hô, mời hai vị tiến về bán đấu giá, thanh toán 10 vạn lượng đến đổi lấy vũ sư đan. Bị rút chúng hai tên vũ giả, hưng phấn xông ra đám người, chạy vội bán đấu giá. Vũ giả khác còn nhao nhao lắc đầu, gần như 100.000 người bên trong rút ra hai tên, có thể bị rút chúng tỷ lệ thực quá nhỏ. Nhưng mà, bọn họ sẽ không nghĩ tới, hai tên bị rút bên trong võ giả đi vào bán đấu giá, đứng tại vân phi dương trước mặt, nói thành chủ, chúng ta biểu diễn thế nào. Rất không tệ vân phi dương vỗ vỗ hai người bả vai nguyên lai like hai người này cũng không phải là tán tu thân phận chân chính là đội tiên phong binh lính cái gọi là rút ra đút vào hoàn toàn là đang diễn trò nói đùa mấy chục triệu đồ vật lấy một trăm ngàn bán đi vân phi dương khẳng định không bỏ được cho nên thì chơi một bộ sáo lỗ võ thuật dù sao không ai hoài nghi khoan hãy nói thật không có người hoài nghi bởi vì bọn hắn biết vân phi dương là tứ hải kiếm đế đệ tử sao sẽ làm ra như thế vô liêm sỉ sự việc đến đâu. Tương cần dựa theo Vân Phi Dương ý tứ, phối hợp với diễn một tuồng kịch, nhưng không phải gạt cục, bởi vì, Lý Khải bằng cùng tiêu kính thật thu hoạch được vũ sư đan, hơn nữa còn không dùng tiền. Đa tạ thành chủ ban thưởng đan, Lý Khải bằng cùng tiêu kính phục dụng vũ sư đan về sau, tu vi thuận lợi tăng lên tới vũ sư về sau, nhất thời lệ nóng doanh trọng. Thiết cốt thành về sau còn muốn dựa vào các ngươi, không muốn cô phụ ta kỳ vọng cao. Vân Phi Dương cười nói chúng ta quyết không phụ thành chủ kỳ vọng cao hai người chào quân lễ trong con người lóe ra kiên định trong lòng bọn họ chỉ có thành chủ chỉ có thiết cốt thành vân phi dương cười nói đi thôi cho bọn hắn thật tốt biểu diễn một phen đúng lý khải bằng cùng tiêu kính đi ra ngoài ha 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 đột phá vũ sư đột phá vũ sư hai người giống điên một dạng đây cũng không phải là diễn kịch là phát ra từ tận trong lòng hưng phấn dù sao đi vào thời điểm là vũ đồ ra ngoài thời điểm cũng là vũ sư Lý Khải Bằng cùng tiêu kính hai người điên cuồng la lên, sẽ chỉ làm vũ giả càng thêm hâm mộ, cũng kiên định, sau ba tháng nhất định phải tới thiết cốt thành, vạn nhất thì chọn chúng chính mình đây. Chật chật, Hầu Tam cười nói, đồ nhi, người cũng thật hào phóng, hai khỏa 30 triệu đan dược thì đưa ra ngoài. Vân Phi Dương cười cười, vũ sư đan không nỡ cho ngoại nhân, nhưng thiết huyết tiên phong đoàn, là mình một tay mang ra, về sau thiết cốt thành còn muốn dựa vào bọn họ, cho nên bỏ được cho thủ hạ. Rút ra đút vào kết thúc về sau, vũ sư đàn đấu giá cũng rốt cục có một kết thúc. Bất quá, rất nhiều tán tu vũ giả lại không rời đi, bọn họ nhao nhao tuôn hướng hộ bộ chỗ, xin vào ở thiết cốt thành, hy vọng có thể trở thành bên trong một phần tử. Cho đến đêm tối, kinh từ phàm thống kê, vào ở thiết cốt thành vũ giả đạt tới 1 ,2 ,2 một vạn 2,231 tên. Thực muốn nhập chú vũ giả, chỉ ít vượt qua 30 000 chỉ là đại bộ phận vào ở hắn thành trì, cho nên không có tới báo danh. Đi qua một đêm chỉnh lý, từ phàm cuối cùng nhóm ra một cái kỹ càng đẳng cấp đơn bày tỏ. Vũ đầu cấp một vạn 2 200 tên, Vũ sư cấp 29 tên, Võ Tông cấp 2 tên. Nhìn thấy đẳng cấp này thống kê, Vân Phi Dương kém chút một ngụm máu bão tố đi ra. Hai tên Võ Tông cấp vào ở, cũng quá đả kích người đi. Thực có thể hiểu được, nhiều như vậy quận, nhiều như vậy thành, hơi có chút thực lực Vũ giả, sớm đã bị người ta sớm lung lạc, có thể đạt tới Võ Tông cấp vẫn là tự do thân tuyệt đối hi hữu a à. đương nhiên đây chỉ là lâm thời vào ở vân phi dương vỗ tấm đem tất cả vũ giả toàn bộ phủ quyết phân loại làm vào ở cư dân vào ở vũ giả cùng vào ở cư dân là hai loại thân phận vào ở thành trì vũ giả không chỉ có thể được hưởng đặc quyền sẽ còn từ phủ thành chủ căn cứ tu vi trực tiếp cung cấp phó đạo tư nguyên nói đơn giản cũng là thành trì xuất ra tiền đến dưỡng vũ giả mà thành trì tinh cấp đánh giá cũng dựa vào bọn họ vào ở cư dân thì cùng phổ thông người dân không có gì khác biệt. Vân Phi Dương muốn tạo thập nhị tinh thành trì, không phải là cái gì người đều có thể đi vào, mà muốn trở thành thiết cốt thành vào ở vũ giả, có thể không nhìn tu vi, nhưng nhất định phải tư chất ưu việt, dạng này liền có hoa tiền bồi dưỡng giá trị. Như vậy, cái dạng gì người mới có dùng tiền bồi dưỡng giá trị? Khẳng định là tuổi tác 15-16, chính trực tu luyện võ đạo giai thiên tài. Vân Phi Dương nỉ non nói, chiêu mộ đẳng cấp cao vũ giả không bằng bồi dưỡng đông lăng quận bên trong, chuẩn bị tiếp xúc võ đạo thiếu niên, chỉ ít có thể đem nơi này coi như nhà mình đến đối đãi Ngày thứ hai, một tin tức tại đông lăng quận lưu truyền, cái kia chính là tuổi tác tại 13 đến 18, tư chất tuyệt hảo thiếu niên, có thể nhập chú thiết cốt thành, cũng có cơ hội lấy được tứ hải kiếm để tự mình chỉ điểm. Hầu tam sau khi nghe được, trực tiếp từ trên ghế lật qua. Mẹ chứng, ta tên đồ đệ này, cầm chính mình danh hào, dùng quả thực quá không biết xấu hổ kiếm đế tiền bối tự mình chỉ điểm, đây chính là đại cơ duyên A, ta nhất định muốn mang theo nhi tử tiến đến. Đông lăng quận trong nước, rất nhiều thiếu niên tại phụ mẫu cùng đi tuôn hướng thiết cốt thành. Đồng đông đông lăng học phủ lại mắt trợn tròn, bởi vì, nói như thế, bọn họ phía dưới giới còn thế nào chiêu sinh. Cao viễn trúc ngồi không yên, hắn tự mình tiến về thiết cốt thành, tìm vân phi dương tiểu tử kia lý luận chuyện này. Cái này, vân phi dương nhíu mày, nói, viện trưởng đại nhân, ngài nhìn dạng này được không, phái người tới, tại thiết cốt thành thành lập một cái đông đông lăng học phủ phân viện. Ách, Cao Viễn Trúc khẽ giật mình, nói ta nhìn có thể. Vài ngày sau, một tòa lâm thời tu kiến đông đông lăng học phủ phân viện thành lập, chuyên nghiệp giáo viên lực lượng cũng lần lượt chạy đến. Mà lại, Vân Phi Dương còn định ra thành quy, đông đông lăng học phủ bên trong học sinh, tu vi chỉ muốn đạt tới vũ sư cấp, không cần xét duyệt, liền có thể trở thành thiết cốt thành vào ở vũ giả. Rất nhiều học sinh đang học nhau nhau chạy qua, bên trong bao quát pháp thể vân lịch huynh muội bọn người. chương 359, không nên tới gần ta. Đông đông lăng học phủ rất nhiều thiên tài kiệt xuất đều đi vào thiết cốt thành, như là pháp thể dạng này vũ sư, xin trở thành vào ở vũ giả, có còn tiến vào đông lăng học phủ phân viện tiếp tục tu hành. Đông đông lăng học phủ trưởng lão đến không ít, dựa theo vân phi dương ý tứ, bắt đầu tiến hành như giới trước như vậy chiêu sinh khảo hạch. Bất quá, tại kiểm tra thiên phú phương diện, lại càng thêm nghiêm ngặt. Rất nhiều đến đây khảo hạch thiếu niên, bị đào thải tỷ lệ cực cao, cho đến 3 ngày về sau, tiến vào phân viện đám đầu tiên học sinh, vẻn vẹn chỉ có vài trăm người. Còn về bị đào thải, tư chất không tính quá kém, còn được an bài đến Đông Lăng thành học phủ. Phân viện quy mô, trước mắt mà nói cũng không phải là quá lớn, cần phải từ từ kiến thiết, nhưng có quan hệ học đường phân chia, lại dựa theo tổng viện tới phân chia, đồng dạng có thập thiên can học đường. Nhập học phân phối thời điểm, rất nhiều học sinh nhưng là tràn đầy chờ mong, có thể bị phân đến cấp thấp nhất quý thủy đường, bởi vì đông lăng quận đệ nhất thiên tài thì từng ở cái này học đường học bổ túc như thế mà nói quý thủy đường thành áp đảo giáp một đường phía trên ưu tú nhất học đường phân giáo quý thủy đường đạo sư từ bảo lỵ đảm nhiệm lão sư trên cổng thành vân phi dương cười nói thế nào mới vừa từ thiết cốt thành chạy đến bảo lỵ nhìn lấy phi thường náo nhiệt thiết cốt thành trong đôi mắt đẹp lấp lóe hoảng hốt một tòa mấy năm liên tục chiến tranh thành trì tại hắn tiếp nhận sau thời gian mấy tháng thì phát sinh nhưng trời lệch đất biến hóa lớn, nếu không có tận mắt nhìn thấy, thực tại có chút khó có thể tin. Bảo Lị nói, không tệ, Vân Phi Dương theo tại trên tường thành, cười nói, không muốn quên chúng ta ở giữa đánh cược, chờ ta thành lập được thập nhị tinh thành trì ngày ấy, chính là gả cho ta ngày. Bảo Lị vén vén tóc đen, cười quyến rũ nói, ta chờ một ngày này. Sẽ không quá lâu, Vân Phi Dương ánh mắt kiên định, há, đúng, Bảo Lị lấy ra một phong thư, nói, đây là mục anh viết cho người tin vân phi dương cười nói tiểu ni tử còn học được viết thư hắn nhận lấy đem tin mở ra tùy ý thoáng nhìn phía trên xinh đẹp văn tự nụ cười đột nhiên ngưng kết bởi vì trên đó viết rất đơn giản mấy chữ vân đại ca ta xuất ngoại lịch luyện đi ba năm sau trở về oanh oanh cũng đi vân phi dương cả người ngốc trệ tại chỗ lâm chỉ khê rời đi hắn không lo lắng bởi vì nữ nhân này tu vi không tệ mà lại còn có mẫu đơn thánh quân ở bên người lương âm cũng không lo lắng dù sao giác tỉnh thần hồn, nắm giữ mạnh nhất tâm hỏa, cũng coi như có nhất định thực lực. Nhưng là, tiểu oanh oanh sao có thể chính mình ra ngoài đây? Nàng đơn thuần như vậy, thiện lương như vậy, bị người ta bán, khả năng sẽ còn giúp đỡ khác người kiếm tiền. Không được, Vân Phi Dương khẩn trương nói, ta đi tìm nàng. Mục oanh trong lòng hắn địa vị, đúng vậy cao, thực đang lo lắng nàng hội bị người khi dễ, bị người xấu cho lừa gạt. Bảo Lị nói, nàng đã đi 6 ngày, người đi nơi nào tìm nàng. 6 ngày, vân phi dương trong lòng dâng lên mãnh liệt tự trách trong khoảng thời gian này một mực nhìn lấy thiết cốt thành sự việc xem nhẹ tiểu oanh oanh liền nàng đi lâu như vậy cũng không biết bảo lị có thể theo vân phi dương trong ánh mắt nhìn ra cái gì nàng thở dài tiểu ra hỏa mỗi người đều muốn trưởng thành sổ ưng cũng trung quy sẽ rời đi mẫu thân che chở một mình đi đối mặt cuồn cuộn bầu trời vân phi dương trầm mặc mục oanh có thuộc về mình cơ duyên chính mình luôn lo lắng cái này sợ cái kia đem nàng trói buộc ở bên người sẽ chỉ là vĩnh viễn chưa trưởng thành hài tử thôi a à, hắn từ bỏ đi tìm mục oanh tính toán mỗi người đều có chính mình kỳ ngộ đều có muốn đi đường chính mình mạnh giữ lại không được ngũ tân trấn một cái hất lên hắc bào nữ hài lại tới đây nàng kích cỡ không cao tóc xanh hạ hiện ra một chương tiểu thư khuê các khuôn mặt mắt to nhấp nháy nhấp nháy cho người ta rất thuần chân đáng yêu cảm giác hẳn là nơi này hắc bào nữ hài đi tại trên đường phố nhẹ giọng nhỉ non trong thức hải hiện ra một cái bát quái đồ án, giống như đang suy tính lấy cái gì. Hắc hắc, nhưng vào lúc này, một người thanh niên theo sát đi tới, bị ổi cười nói, vị cô nương này, là lần đầu tiên đến ngũ tân Trần A. chung quanh cư dân, nhao nhao lắc đầu, cái này gọi lý nhị quỷ ra hỏa, là ngũ tân Trấn du côn lưu manh, ngày bình thường chơi bời lưu lồng, thì ưa thích đùa giỡn cô gái xinh đẹp. Hắc bào nữ hài thẹn thùng nói, đúng vậy A, à. đi ngang qua, vẫn là tìm người đâu. Lý nhị quỷ vỗ sao sao nói có muốn hay không ta hỗ trợ không không hắc bào nữ hài thấp giọng nói vân đại ca nói qua không muốn nói chuyện với người xa lạ vân đại ca tốt a à, cái này hắc bào nữ hài chính là lưu lại thư tín rời đi mục oanh sáu ngày đi đường đi vào ngũ tân chấn lý nhị quỷ ngăn tại trước người nàng cười nói một lần thì lạ hai lần thì quen ta hiện tại cũng không là người xa lạ a à. đi đi ra mục oanh hướng lui về phía sau một bộ trong con người lấp lóe cảnh giác. Hắc hắc, Lý Nhị Quỷ cười nói, cô nương đừng sợ, ta không là người xấu. Mục oanh sợ hãi nói, khác chớ tới gần ta, cô nương, xin tin tưởng ta, ta thật không? Bành, đột nhiên, đường đi truyền đến tiếng nổ mạnh, Lý Nhị Quỷ giống như đụng phải thuần linh lực oanh tạc, bão bay ra ngoài hơn 10 trường, cuối cùng quần áo vỡ vụn ngã xuống đất hôn mê. Rất nhiều cư dân nhao nhao trừng to mắt, bọn họ tận mắt nhìn thấy, Lý Nhị Quỷ vừa tới gần cô bé kia, cũng cảm giác một đạo quang mang lấp lóe sau đó liền thành hiện tại bộ dáng vũ giả nàng là vũ giả mọi người nhao nhao kinh hô lên mục oanh giơ tay phải vũ sư sơ kỳ tu vi bại lộ không thể nghi ngờ nàng thần sắc bối rối nói ta nói qua không không nên tới gần ta nói dẫm lên nhỏ nhắn thân pháp vội vã xông ra thôn trấn hướng thượng toàn quận phương vị bước đi trong núi sâu từng có lấy một tòa trại tử tên là mãnh hổ trại trước đây không lâu lại bị diệt mất một trận đại hỏa qua đi, chỉ còn lại có phế tích. Mục oanh theo ngũ tân chấn chạy ra đến, lại tới đây. Giờ phút này, nàng tâm cảnh còn thật lâu không có bình tĩnh, muốn đem lý nhị quỷ đánh bay ra ngoài, là lần đầu tiên động thủ, thậm chí, ngây thơ mục oanh, còn đang suy nghĩ lấy, chính mình mới vừa rồi là không phải đem người kia giết. Hẳn là sẽ không chết đi, mục oanh dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu dò xét hóa thành cho tàn trại tử, nỉ non nói, trong không khí có vân đại ca khí thức, hắn chắc là tới qua bất chi bất giác, nàng đi vào trong núi sâu, ước chừng hai canh giờ. Mục oanh đứng ở một chỗ địa thế so sánh hoa khu vực, hiện ra ở trước mắt là một tòa hoang phế thành trấn di tích. Hiển nhiên, nơi này chính là mãnh hổ trại nhị đương ra phát hiện di tích cổ. Vân Phi Dương trước đó từng ở chỗ này điều tra qua, cũng không có bất luận phát hiện gì, Mục Oanh lại có thể một mình tìm tới, xác thực bộc lộ ra quỷ dị. Đạp, Mục Oanh dẫm tại rách nát trên đường phố, cùng lúc đó, nàng nhẹ nhàng vung lên tay nhỏ, quanh thân hiện ra càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, đoái tám chữ. Phía trên làm phía dưới làm thuần dương, thượng khôn hạ khôn thuần âm, mục oanh nhẹ giọng lẩm bẩm bát tự còn dần dần lấp lóe ánh sáng, phảng phất tại vì nàng chỉ dẫn phương hướng. Sơ qua, nàng đứng ở một chỗ phủ đầy tiền rêu tường đá trước, nỉ non nói, cấn quẻ sơn ngoại hữu sơn, núi liền nhau, hẳn là nơi này. Nói, vươn tay dán ở phía trên, hưu, đột nhiên, mục oanh thân thể biến mất tại hoang phế trên đường phố